rể quý trời cho. Chương 1021, bạn cũ gặp lại nhau. Xe lái đến quán bar Violet nổi tiếng ở khu Tây Thành, Lâm Thanh Diện quan sát khu vực gần quán bar một lúc, phát hiện bên trên cột điện xung quanh đều dán rất nhiều thông báo tìm người. Những bức ảnh bên trên thông báo tìm người đa phần đều là những cô gái xinh đẹp, trẻ trung, đáng yêu. Nhìn ngày đánh dấu bên trên, rất nhiều cô gái đều là gần đây mới mất tích. Mặc dù không hiếm gặp chuyện các cô gái trong quán bar uống say bí tỉ rồi bị người ta đưa đi, nhưng sau khi nhìn thấy những thông báo tìm người này, Lâm Thanh Diện vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ, anh cảm thấy bên trong nhất định đang che giấu gì đó. Bởi vì bây giờ vẫn là ban ngày, cho nên quán bar vẫn chưa hoạt động. Bên trong quán bar chỉ có mấy nhân viên phục vụ đang ngủ gật. Lâm Thanh Diện đi vào bên trong quán bar, rồi đến trước mặt một nhân viên phục vụ, cười nói, chào anh, tôi nhìn thấy trên cột điện bên ngoài dán rất nhiều thông báo tìm người, chỗ các anh gần đây thường xuyên có người mất tích sao? Nhân viên phục vụ đó liếc mắt nhìn Lâm Thanh Diện một cái, rồi hỏi anh là ai? Hỏi chuyện này làm gì? Nghe vậy, Lâm Thanh Diện chỉ mỉm cười, rồi lập tức lấy mấy tờ tiền trong áo ra đưa cho nhân viên phục vụ, nói chỉ là tôi nhìn thấy bên ngoài dán rất nhiều thông báo tìm người, cảm thấy hơi tò mò, cho nên mới đi qua đây hỏi thôi. Nhân viên phục vụ đó nhìn thấy tiền, mắt lập tức sáng lên, thái độ đối với Lâm Thanh Diện cũng trở nên khách sáo hơn nhiều. Anh ta cất tiền đi, sau đó, nở nụ cười rạng rỡ với Lâm Thanh Diện, nói, gần đây, chỗ chúng tôi quả thật thường xuyên có người mất tích. Hơn nữa, đa số đều là những cô gái xinh đẹp. Không ít người cảm thấy chuyện này rất quỷ dị, nói rằng quỷ hút máu đến chỗ chúng tôi để tìm kiếm những cô gái trẻ đẹp, sau khi bắt họ đi, bọn chúng sẽ hút cạn máu của họ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng theo tôi thấy, đây đều là những chuyện vô căn cứ mà thôi. Không hiếm gặp chuyện người mất tích trong quán bar. Rất nhiều cô gái không có ý thức phòng bị, sau khi uống say bí tỉ thì bị người ra đưa về nhà. Có người một hai ngày không trở về thì đương nhiên sẽ có người đến đây dán thông báo tìm người. Thật ra, hai ba ngày sau, những cô gái đó đều trở về hết. Chỉ là sau khi họ trở về, không có ai đến đây xé bỏ thông báo tìm người, cho nên nhìn qua, mới giống như chỗ chúng tôi có rất nhiều người mất tích. Đương nhiên là cũng có những người mất tích thật, có cả cảnh sát đến chỗ chúng tôi điều tra, nhưng đó cũng là lẽ thường, bởi cho dù ở đâu thì cũng có chuyện mất tích cả. Nghe xong lời giải thích của nhân viên phục vụ, Lâm Thanh Diện cảm thấy những lời anh ta nói cũng có lý. Nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy chuyện này khá kỳ lạ, đặc biệt là sau khi anh biết được tin Vân Tử Họa đã từng xuất hiện ở đây. Về phần quỷ hút máu gì đó, Lâm Thanh Diện đương nhiên cũng không tin. Đây chẳng qua chỉ là tin đồn bịa đặt bởi mọi người mà thôi. Anh không nói thêm bất cứ chuyện gì với nhân viên phục vụ nữa, sau khi hỏi xong, anh lập tức rời khỏi quán bar. Hiện giờ vẫn chưa đến thời gian quán bar hoạt động, anh định quan sát khu vực gần quán bar trước, rồi đợi đến tối, anh lại đến quán bar này thăm dò tình hình xem sao. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái đã đến tối. Lâm Thanh Diện lại xuất hiện ở quán bar Violet một lần nữa. So với khung cảnh yên tĩnh ban sáng, lúc này quán bar đã náo nhiệt hẳn lên. Rất nhiều, nam thanh nữ tú, đang uốn éo trên sàn nhảy. Ánh đèn đầy màu sắc và âm nhạc inh tai nhức óc kết hợp với nhau, khiến người ta không thể cưỡng lại được. Lâm Thanh Diện trực tiếp giải phóng thần niệm của mình, muốn quan sát xem bên trong quán bar này có xảy ra chuyện gì bất thường hay không. Cùng với sự gia tăng thực lực, thần niệm của Lâm Thanh Diện cũng dễ dàng bao phủ cả quán bar này. Khi giải phóng thần lực, Lâm Thanh Diện căn bản đã nắm rõ toàn bộ tình hình trong quán bar. Quán bar không hề xảy ra tình huống bất thường, nhưng Lâm Thanh Diện lại phát hiện một người quen ở đây. Trên mặt anh lộ ra nụ cười trêu đùa, sau đó anh đi về phía một góc trong quán bar. Lúc này, một cô gái có gương mặt xinh đẹp, dáng người cân đối, thon thả đang đứng trong góc. Cô ta mở to mắt, tò mò nhìn những người đang uốn éo trên sàn nhảy. Có thể nhìn ra cô ta khá tò mò, gương mặt cũng vì thế mà đỏ bừng. Cô gái này chính là Từ Thanh Thanh, người mà anh gặp được khi cùng Quý Trường Thanh đến đảo quốc tìm Từ Thần. Khi đó, Từ Thanh Thanh còn khăng khăng muốn đi vào nhà vệ sinh với Lâm Thanh Diện, gây ra không ít chuyện dở khóc dở cười. Lúc này, Lâm Thanh Diện đã đi đến bên cạnh cô ta, anh đưa tay ra, vỗ nhẹ bả vai cô ta, cười hỏi, cô nhìn chăm chú như thế, có phải là cũng muốn qua đó nhảy cùng với họ hay không? Từ Thanh Thanh bị dọa sợ nhảy dựng lên, vội vàng quay đầu sang nhìn bên cạnh. Sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện, cô ta vô cùng kinh ngạc, hỏi, Lâm Thanh Diện.
Sao anh lại ở đây? Lâm Thanh Diện cười nói, câu này phải là tôi hỏi cô mới đúng, vì sao cô lại ở đây? Từ Thanh Thanh trả lời, tôi đi cùng ông cố đến đây để tìm người trả thù. Lâm Thanh Diện đã sớm biết chuyện này, bèn hỏi tiếp, thế ông cố của cô đâu? Từ Thanh Thanh nói, ông cố không chịu nổi cảnh náo nhiệt, inh tai nhức óc ở đây nên bảo tôi vào trước thăm dò xem có người khả nghi nào xuất hiện hay không. Nếu có thì gửi tin nhắn cho ông cố sẽ đến ngay. Lâm Thanh Diện nghe xong thì gật đầu. Từ Thanh Thanh nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, thầm nghĩ, vì sao anh ta hỏi mình cái gì, mình cũng thành thật trả lời như thế. Do đó, cô ta lập tức hỏi lại Lâm Thanh Diện một câu, thế anh đến đây làm gì? Tôi nhận được tin nên đi cùng ông cố của cô đến đây để tiêu diệt kẻ thù đó. Lâm Thanh Diện trả lời. Sau khi nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, Từ Thanh Thanh lập tức sửng sốt. Sau đó, trên mặt lộ ra biểu cảm khinh thường, cô ta nói, đừng đùa nữa, thực lực của anh quả thật rất mạnh, nhưng kẻ thù của ông cố tôi không đơn giản như anh nghĩ đâu. Đến lúc đó, sợ là một cái tát của anh ta cũng khiến anh chết tươi luôn rồi. Từ Thanh Thanh không hề biết chuyện Lâm Thanh Diện đã đột phá đến cấp độ hóa cảnh đỉnh phong. Trong ấn tượng của cô ta, Lâm Thanh Diện vẫn chỉ là một cao thủ nửa bước hóa cảnh, cho nên cô ta đương nhiên cảm thấy Lâm Thanh Diện không có tư cách tham gia vào chuyện này. Nghe vậy, Lâm Thanh Diện chỉ mỉm cười, nói tôi không được thì chẳng phải là cô cũng không được ư. Nhưng không phải cô vẫn theo đến đây hay sao? Từ Thanh Thanh lập tức phẫn nộ, nói tôi đi theo ông cố đến đây học tập kinh nghiệm. Sao nào, anh có ý kiến gì ư? Không dám, không dám. Đúng rồi, cô nhớ phải tuân thủ ước hẹn khi đó của chúng ta, sau này không được cố chấp đi theo người khác vào nhà vệ sinh đâu đấy. Lâm Thanh Diện hứng thú trêu chọc cô ta. Gương mặt trắng ngần của Từ Thanh Thanh lập tức đỏ bừng, sau đó, cô ta trợn trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện, hận không thể ăn tươi nuốt sống anh. Tên khốn chết tiệt, tôi đã không còn làm như vậy nữa rồi. Bây giờ anh còn muốn nhắc lại chuyện trước đây. Không thấy ấu chi à? Lâm Thanh Diện thấy bộ dạng, xù lông, của Từ Thanh Thanh thì không tiếp tục trêu cô ta nữa. Đúng lúc này, thần niệm của anh phát hiện một tia khác thường. Gương mặt của anh lập tức trở nên cứng đờ, anh mở miệng nói, đi theo tôi. Ngay sau đó, anh đi về phía bên trong quán bar. Chương 1022, thật ra ta chính là điện chủ, ngươi tin không? Từ Thanh Thanh đi theo Lâm Thanh Diện đến một hành lang bên trong quán bar. Cách đó không xa là nhà vệ sinh. Từ Thanh Thanh trưng ra vẻ mặt khó hiểu, nhìn Lâm Thanh Diện, hỏi, đến đây làm gì? Chẳng lẽ chỗ này có gì bất thường ư? Tầm mắt của Lâm Thanh Diện rơi vào phía nhà vệ sinh, nói chỗ bất thường ở trong nhà vệ sinh. Từ Thanh Thanh nghe thấy Lâm Thanh Diện nói vậy, còn cho rằng Lâm Thanh Diện đang cố ý cười nhạo mình, muốn trêu chọc cô ta, cho nên cô ta đùng đùng nổi giận, nói, này, sao anh lại đáng ghét thế hả? Chuyện này đã qua lâu rồi cơ mà. Anh còn nhắc lại làm cái gì? Chẳng lẽ bây giờ anh muốn đưa tôi vào nhà vệ sinh ư? Lâm Thanh Diện nhìn phản ứng của Từ Thanh Thanh, cũng hơi dở khóc dở cười, do đó anh bèn giải thích, tôi không đùa với cô, trong nhà vệ sinh thật sự có chuyện bất thường. Vậy anh nói xem, bên trong xảy ra chuyện gì? Từ Thanh Thanh vẫn không tin những lời Lâm Thanh Diện nói. Ban nãy có một người đàn ông đưa một cô gái vào đây. Lâm Thanh Diện trả lời. Sau khi nghe thấy câu trả lời của Lâm Thanh Diện, gương mặt của Từ Thanh Thanh lập tức đỏ lên mấy phần. Lâm Thanh Diện nói như vậy, chẳng lẽ là đang ám chỉ bản thân gì đó ư? Thật đáng ghét mà, khi đó, tôi muốn đi theo anh vào nhà vệ sinh thì anh sống chết không cho. Bây giờ anh lại úp úp mở mở với tôi chuyện này, đúng là cái tên đáng ghét. Anh nói với tôi cái này làm gì, lẽ nào anh cũng muốn đưa tôi vào nhà vệ sinh ư? Từ Thanh Thanh nói. Lúc này... Vẻ mặt của Lâm Thanh Diện đã trở nên vô cùng nặng nề, anh nói, bây giờ vẫn chưa biết bên trong đó đang xảy ra chuyện gì. Do đó, cô cứ đứng đợi ở đây, còn tôi sẽ đi vào đó xem thử. Nói xong, Lâm Thanh Diện bèn đi vào trong nhà vệ sinh. Từ Thanh Thanh ngẩn ra, nghĩ thầm, Lâm Thanh Diện đi vào bên trong kiểm tra xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Một nam, một nữ cùng đi vào nhà vệ sinh, hai người họ có thể làm chuyện gì, không cần nghĩ cũng biết. Anh đi vào trước là để xem nhiều thứ hay ho hơn mình ư. Lúc này, trong một vách ngăn bên trong nhà vệ sinh. Một người đàn ông điển trai giữa trán còn mang theo tia tà dị đang đè một cô gái xinh đẹp, không mặc gì lên tường, vừa nhìn đã biết ngay họ muốn làm gì. Cô gái kia vô cùng xấu hổ, nhưng không hề phản kháng lại người đàn ông. Dường như, cô ta còn vô cùng mong đợi người đàn ông sẽ làm gì đó với mình.
Người đàn ông cúi xuống, hôn lên cần cổ của cô gái. Cô gái nhắm mắt lại, do đó cô ta không hề nhìn thấy một tia sáng màu tím nhàn nhạt lóe lên bên trên một bàn tay của hắn ta. Anh ta đưa bàn tay có tia sáng của mình lên trán cô gái, muốn điểm một cái. Ngay khi bàn tay của anh ta sắp chạm vào trán cô gái, cánh cửa của vách ngăn lập tức bị ai đó đá văng ra. Cô gái bị giật mình, lập tức mở mắt ra. Người đàn ông cũng cau mày, quay đầu liếc nhìn phía sau. Lâm Thanh Diện đang đứng ở cửa buồng vệ sinh, lạnh lùng nhìn hai người họ. Ban nãy, thần niệm của anh cảm nhận được sức mạnh vô cùng to lớn trên cơ thể người đàn ông này. Do đó, anh có thể xác định, người này chính là Vân Tử Họa. Anh bị điên à, không thấy bọn tôi đang làm gì sao? Cô gái tức giận gào lên với Lâm Thanh Diện. Nhưng Lâm Thanh Diện lại ngó lơ cô ta, quay sang hỏi người đàn ông là Vân Tử Họa. Nghe vậy, Vân Tử Họa thoáng biến sắc, không ngờ lại có người ở đây, gọi thẳng tên mình. Ngay sau đó, ông ta đã ý thức được Lâm Thanh Diện không hề đơn giản. Ngươi là ai? Vân Tử Họa nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, hỏi một câu. Người của chúng thần điện, Lâm Thanh Diện thản nhiên trả lời. Ánh mắt của Vân Tử Họa lập tức lóe lên tia hung ác. Anh ta không ngờ, người trẻ tuổi trước mặt này lại là người của chúng thần điện. Không ngờ, các ngươi lại tìm được ta nhanh như thế. Nhưng mà chỉ dựa vào một tên nhóc như ngươi, muốn đối phó với ta thì còn kém nhiều lắm. Vân Tử Họa hét lên một tiếng với Lâm Thanh Diện, rồi tung nắm đấm về phía anh. Ngay sau đó, một cái bóng có hình bàn tay màu tím xuất hiện, cái bóng này còn lớn hơn cả người của Lâm Thanh Diện. Sau khi tung ra chiêu này, ông ta không hề do dự, nghiêng người, biến mất khỏi nhà vệ sinh. Mặc dù ông ta vô cùng tự tin rằng, mình có thể dùng một chưởng giải quyết gọn lẹ Lâm Thanh Diện. Nhưng người của chúng thần điện đã tìm đến tận cửa, vậy thì chắc chắn cũng có những cao thủ có thực lực ngang với mình đang canh chừng ở gần đây, không thể nào có chuyện một mình tên hậu bối trẻ tuổi Lâm Thanh Diện này xuất hiện ở đây được. Cho nên, ông ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu không bị các cường giả của chúng thần điện bao vây thì sẽ rất phiền phức. Nhưng ông ta không thể ngờ rằng, sau khi bóng của bàn tay kia đến trước mặt Lâm Thanh Diện chỉ vẫy tay một cái bóng đó lập tức biến mất. Sau đó, anh lao nhanh ra ngoài nhà vệ sinh, đuổi theo Vân Tử Họa. Thông qua chiêu đánh vừa nãy, Lâm Thanh Diện đã có thể xác định, thực lực của tên Vân Tử Họa này có lẽ cũng là hóa cảnh đỉnh phong. Có thể xếp thứ hai trên bảng treo thưởng, quả nhiên không phải là người tầm thường. Cô gái ở trong vách ngăn vẫn đang sửng sốt, hồi lâu vẫn chưa phản ứng trở lại. Sau khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, Lâm Thanh Diện đi đến trước mặt Từ Thanh Thanh. Lúc này, Từ Thanh Thanh vẫn đang do dự có nên đi cùng Lâm Thanh Diện vào bên trong nhà vệ sinh xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không. Sau đó, cô ta cảm thấy có một cơn gió thổi qua người mình, rồi một bóng người nhanh chóng biến mất trước mặt cô ta. Ngay sau đó, Lâm Thanh Diện lại đứng trước mặt cô ta. Người ban nãy chính là Vân Tử Họa, bây giờ tôi sẽ đuổi theo hắn, cô mau đi thông báo cho ông cố mình biết đi. Lâm Thanh Diện dặn dò Từ Thanh Thanh một câu, sau đó tiếp tục đuổi theo Vân Tử Họa. Từ Thanh Thanh vô cùng kinh ngạc, lúc này cô ta mới nhận ra Lâm Thanh Diện không hề đùa giỡn với mình. Hóa ra người bên trong nhà vệ sinh lại chính là Vân Tử Họa. Sau khi hoàn hồn, Từ Thanh Thanh cũng không hề chần chừ, cô ta vội vàng chạy ra ngoài quán bar, đi thông báo cho Tử Thần. Vân Tử Họa lao nhanh ra khỏi quán bar, sau đó chạy như điên trên đường. Với thực lực của hóa cảnh đỉnh phong, thì ngay đến cả xe ô tô cũng không đuổi kịp tốc độ chạy của hắn ta. Lâm Thanh Diện đuổi theo sát nút Vân Tử Họa, một giây cũng không buông lỏng. Vân Tử Họa cảm thấy có người đuổi theo phía sau mình, trên mặt lập tức lộ ra tia kinh ngạc. Hắn ta không ngờ, chiêu thức ban nãy của mình lại không giết được tên nhóc Lâm Thanh Diện này. Hơn nữa, tốc độ chạy của Lâm Thanh Diện cũng không hề thua kém hắn ta. Sống trên đời nhiều năm như vậy rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn ta gặp phải chuyện này. Không lâu sau, hai người đã chạy đến ngoại ô của thành phố Y. Nơi này vô cùng hoang vắng, không có người qua lại. Vân Tử Họa thấy Lâm Thanh Diện vẫn theo sát mình, thì dứt khoát dừng lại. Anh ta xoay người lại, nhìn Lâm Thanh Diện đã dừng lại cách đó không xa, rồi lạnh lùng nói, không ngờ tốc độ của một tên hậu bối như ngươi lại nhanh như thế. Nếu ta đoán không nhầm, ngươi có lẽ chính là đỉnh cấp thiên tài được chúng thần điện bồi dưỡng đúng không? Họ bảo ngươi đến đây đuổi theo ta, lẽ nào không sợ ngươi sẽ chết trong tay ta ư? Vân Tử Họa nói. Trên mặt còn lộ ra nụ cười ma mị, quyến rũ. Lâm Thanh Diện nghĩ đến chuyện,
người trước mặt nhìn bề ngoài không lớn hơn mình bao nhiêu nhưng thực chất đã hơn 100 tuổi, hơn nữa một người lớn tuổi như vậy còn lộ ra biểu cảm khiêu gợi, quyến rũ, trong lòng anh bèn cảm thấy buồn nôn. Thật ra ta là điện chủ của chúng thần điện, người có tin không? Lâm Thanh Diện nói một câu với Vân Tử Họa, rồi dùng thần niệm quan sát tỉ mỉ người này. Anh phát hiện dường như anh ta cũng đang dùng thần niệm quan sát anh, nhưng không hề có phản ứng gì. Anh bèn suy đoán, Vân Tử Họa có lẽ vẫn chưa thức tỉnh thần hồn, thậm chí ngay đến cả tinh thần lực cũng không có. Nhưng nghĩ kỹ cũng đúng, rất ít người trên thế giới này có thể thức tỉnh được thần hồn. Cho dù đã đạt tới hóa cảnh đỉnh phong, nhưng trên phương diện thần hồn, vẫn chưa có chút nhập cảnh nào, thì người đó cũng không có gì tài giỏi cả. Không phải ai cũng may mắn giống như Lâm Thanh Diện. Sau khi Vân Tử Họa nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện, hắn ta lập tức lộ ra vẻ mặt tức giận, gào lên, tên nhóc thối tha, trông ta giống một người dễ trêu đùa ư. Nghe vậy, Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ nhún vai, nói, nếu ngươi không tin, thì ta cũng không còn cách nào khác. Chương 1023, Chiến đấu. Vân Tử Họa nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện rồi hừ lạnh một tiếng, tiếp theo trên mặt lộ ra một nụ cười tà ác, mở miệng nói, thằng nhóc này, mặc dù nhìn qua cậu không hợp với loại làn da trắng này lắm, nhưng tài năng lại rất cao, chắc hẳn mùi vị cũng không tệ đâu. Đã rất nhiều năm rồi tôi chưa được nếm thử mùi vị của đàn ông, hôm nay tôi sẽ mang cậu đến đây để ăn mặn. Nói xong, hắn ta còn liếm liếm môi mình. Lâm Thanh Diện nghe được lời này của Vân Tử Họa, da gà trên người lập tức nổi lên, không ngờ lão quái vật này lại biến thái như vậy, ngay cả đàn ông cũng không buông tha. Lúc đó ở nhà vệ sinh, Lâm Thanh Diện dùng thần niệm quan sát động tác của Vân Tử Họa, mặc dù không thấy Vân Tử Họa được như ý, nhưng trong lòng cũng đoán được Vân Tử Họa câu dẫn những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp kia, khẳng định không phải vì vui vẻ, mà là có mục đích khác. Hắn ta có thể bảo trì dung mạo trẻ tuổi như vậy hơn 100 năm, khẳng định là có nguyên nhân, Lâm Thanh Diện lập tức nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng trên TV vì bảo trì dung mạo, hút tinh khí của người khác. Vân Tử Họa cho dù không phải là hấp thụ tinh khí của con người, khẳng định cũng là thủ đoạn tương tự. Cũng khó trách chúng thần điện lại đưa ông ta lên bảng treo thưởng, những gì ông ta luyện đã thuộc về phạm trù tà công, cộng thêm thực lực của ông ta mạnh như vậy, đối với toàn bộ thế giới đều là một tai họa ngầm vô cùng lớn. Lâm Thanh Diện cũng không sợ hãi nào, cùng là thực lực hóa cảnh đỉnh phong, anh chưa chắc đã kém hơn Vân Tử Họa, huống chi Lâm Thanh Diện còn có rất nhiều con bài chưa lật. Nhưng mà ngay khi hai người sắp ra tay, một tiếng xé gió truyền đến, trong nháy mắt, Từ Thần lập tức xuất hiện ở bên cạnh Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn Từ Thần, mở miệng nói, tiền bối. Từ Thần liếc Lâm Thanh Diện, thản nhiên nói, không ngờ lại gặp được cậu ở đây, cậu có thể đuổi kịp lão biến thái này. Cũng không đơn giản, nhưng mà thực lực của Vân Tử Họa này rất mạnh, không phải loại cậu có thể ứng phó, cậu đứng sang bên cạnh đi, tôi tới đối phó ông ta. Vân Tử Họa nhìn chằm chằm Từ Thần, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia lạnh lẽo, lạnh lùng nói, tôi nói cậu nhóc này làm sao dám một mình đuổi theo tôi, thì ra là có lão già ông đi theo, Từ Thần, ân oán của tôi và ông đã qua nhiều năm như vậy, ông có cần phải đuổi theo tôi như vậy không? Từ Thần hừ lạnh một tiếng. Mở miệng nói, năm đó nếu không phải ông, con gái tôi làm sao có thể chết thảm. Thù này, cho dù đến chỗ lão Diêm Vương, tôi cũng sẽ tìm ông báo thù. Bây giờ tôi tìm được ông rồi, hôm nay chính là ngày chết của ông. Trên mặt Vân Tử Họa lộ ra một nụ cười lạnh, nói, Từ Thần, mặc dù tôi và ông là người cùng thời đại, nhưng ông đã là một lão già tóc hoa râm, mà tôi còn trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, ông chắc chắn không phải là đối thủ của tôi rồi. Trong ánh mắt Từ Thần nhất thời sinh ra vài phần chán ghét, lạnh lùng nói, thật sự là một chút mặt mũi cũng không muốn, lại nói mình trẻ tuổi xinh đẹp, ông cũng thật là không biết xấu hổ. Ngay khi hai người nói chuyện, Từ Thanh Thanh thở hồng hộc chạy đến bên này, cô không có thực lực như Lâm Thanh Diện và Từ Thần, có thể chạy tới đây trong thời gian ngắn như vậy đã là nhanh lắm rồi. Vân Tử Họa nhìn chằm chằm Từ Thanh Thanh, liếm môi, nói, cô bé này thật đúng tiêu chuẩn, là loại hình tôi thích, Từ Thần. Cô bé ấy hẳn cũng là hậu duệ của ông. Ông tặng cô bé cho tôi cam đoan với ông ngày sau sẽ không gây phiền toái cho ông nữa, như thế nào? Ánh mắt Từ Thần lập tức toát ra từng trận sát khí, lạnh lùng nói, hôm nay chính là ngày chết của ông. Ông cho rằng ông có tư cách nói điều kiện với tôi sao? Nói xong, Từ Thần hướng về Vân Tử Họa bên kia vào tới. Vân Tử Họa híp mắt lại, cũng không chần chờ nữa, trên bàn tay xuất hiện từng đạo sáng màu tím. Trong nháy mắt nhanh chóng đánh vào Từ Thần. Tiền bối, tôi đến giúp ông một tay đây.
Lâm Thanh Diện hướng về phía Tử Thần hô một câu. Tử Thần lập tức quát, cậu tốt nhất ở bên kia cho tôi, bảo vệ tốt Thanh Thanh, đây là ân oán giữa tôi và ông ta, tôi tự mình đến kết thúc với ông ta. Lâm Thanh Diện nghe Tử Thần nói như vậy, lập tức đứng tại chỗ không nhúc nhích. Giữa Tử Thần và Vân Tử Họa quả thật có ân oán tương đối sâu, dưới tình huống này, quả thật nên để cho Tử Thần tự mình giải quyết. Dù sao thực lực của Tử Thần cũng không thể khinh thường, không hẳn không địch lại được Vân Tử Họa, trước tiên anh nên ở một bên nhìn, nếu như Tử Thần thật sự không địch lại, anh lại ra tay cũng không muộn. Tử Thanh Thanh nghỉ ngơi một hồi lâu, hơi thở mới ổn định một chút, tiếp theo cô ta quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện một cái, mở miệng nói, lá gan của anh đúng lớn thật. Loại chiến đấu cấp bậc này anh lại muốn nhúng tay vào, chẳng lẽ anh không sợ bị dư ba chiến đấu của hai người bọn họ đánh chết sao? Nghe được lời này của Từ Thanh Thanh, Lâm Thanh Diện không khỏi nở nụ cười, nói cô cứ như vậy xác định thực lực của tôi không thể tham gia loại chiến đấu cấp bậc này sao? Nếu không thì sao, lần trước thực lực của anh cũng chỉ là nửa bước hóa cảnh mà thôi. Mặc dù so với tuyệt đại đa số người, anh đã là thiên tài trong thiên tài, nhưng cũng không có khả năng tham gia loại chiến đấu cấp bậc này. Từ Thanh Thanh nghiêm túc nói. Nhưng mà rất nhanh, cô ta lập tức nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt đột nhiên trừng lớn, hỏi chẳng lẽ anh đã đột phá sao? Lâm Thanh Diện cười mà không nói, cũng không trả lời Từ Thanh Thanh. Từ Thanh Thanh nhất thời nắm chặt nắm tay nhỏ của mình, nghĩ thầm người này thật sự là quá biến thái, lúc này mới qua bao lâu, vậy mà đã đột phá. Mình so với anh ta, quả thực giống như một phế vật. Cô ta tức giận nhìn Lâm Thanh Diện. Tức giận nói, cho dù anh có đột phá đến hóa cảnh sơ cấp, căn bản cũng không tham dự được chiến đấu của bọn họ. Hai người bọn họ đều là cao thủ hóa cảnh đỉnh phong, hóa cảnh sơ cấp ở trước mặt bọn họ không khác gì người bình thường. Bây giờ cô cũng chỉ có thể nói như vậy để cho trong lòng mình cân bằng một chút. Nhưng nếu như cô ta biết thực lực hiện tại của Lâm Thanh Diện đã đạt đến cảnh giới hóa cảnh đỉnh phong, chỉ sợ cả đời này cũng không có biện pháp làm cho tâm lý của bản thân ổn định được. Cuộc chiến của hai người Tử Thần và Vân Tử Họa không thể nói là không lớn, sức tàn phá của hóa cảnh đỉnh phong có thể bằng với sức tàn phá của tên lửa loại nhỏ. Cũng may nơi này là vùng ngoại thành, hoang vắng không người, cho nên cũng không cần lo lắng hai người bọn họ chiến đấu liên lụy đến người khác. Ngược lại Từ Thanh Thanh, bởi vì thực lực bản thân còn tương đối yếu, căn bản là không có hiểu biết về loại trường hợp giao thủ này, cô ta nhìn Tử Thần với Vân Tử Họa hai người giống như hóa thành tia sáng. Cùng với những chiêu thức bọn họ thi triển ra đủ để hủy diệt cả đất trời, trong lòng sinh ra rung động thật sâu. Theo lý mà nói, cô ta cách chiến trường gần như vậy, chỉ là dư âm của cuộc chiến, cũng có thể khiến cô ta ngã trên mặt đất. Nhưng cô ta vẫn bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Đây tất nhiên là do Lâm Thanh Diện âm thầm ngăn cản dư âm của cuộc chiến. Thần niệm của Lâm Thanh Diện quan sát kỹ hai người chiến đấu, một mặt có thể nhanh chóng hiểu được phong cách chiến đấu của Vân Tử Họa. Mặt khác cũng có thể tùy thời chú ý tới tình huống của hai người. Ngay khi hai người giao thủ mấy trăm chiêu, trên mặt đất đã là một mảng hỗn loạn, cây cối cách đó không xa ngã cả một vùng, Lâm Thanh Diện đột nhiên nhíu mày. Không ổn rồi, tiền bối Tử Thần chỉ sợ là không khống đỡ được bao lâu nữa. Chương 1024, làm sao ông biết tôi không phải là đối thủ của ông? Tử Thanh Thanh nghe được lời của Lâm Thanh Diện, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình bất mãn. Mở miệng nói, anh ở chỗ này nói bậy bạ gì đó, thực lực của Thái Tổ gia tôi rất giỏi, làm sao có thể không mà không chống đỡ được. Lâm Thanh Diện cũng không trả lời Từ Thanh Thanh, mà nhìn chằm chằm vào Từ Thần và Vân Tử Họa đang giao chiến. Thực lực của Từ Thần quả thật không có vấn đề, hơn nữa phát huy cũng rất ổn định, nhưng Vân Tử Họa giao thủ với ông ta lại có vẻ không bình thường. Thần niệm của Lâm Thanh Diện chú ý tới khí tức của Vân Tử Họa đang từng chút thay đổi. Khí thế trên người hắn ta đang từ từ tăng lên với một tốc độ nhanh chóng. Hơn nữa thần niệm quan sát tỉ mỉ, Lâm Thanh Diện nhìn thấy làn da trên mặt Vân Tử Họa đang dần già đi, trong nháy mắt đã xuất hiện vài nếp nhăn. Anh đoán được đây là do Vân Tử Họa tu luyện loại công pháp tà dị này tạo thành, hắn ta thông qua biện pháp này, để cho lực lượng của mình trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ. Rất rõ ràng, Tử Thần cũng không chú ý tới sự thay đổi này của Vân Tử Họa. Lâm Thanh Diện có thể cảm nhận được, một khi Vân Tử Họa hoàn thành biến hóa này, thực lực của anh ta sẽ vượt qua Tử Thần trong một thời gian nhất định, đến lúc đó Tử Thần tự nhiên sẽ không phải là đối thủ của Vân Tử Họa. Anh vừa mới phát hiện vấn đề này không bao lâu, khí thế Vân Tử Họa vốn đang chậm rãi tăng lên, trong nháy mắt bộc phát, lực lượng trên người tăng lên một mảng lớn. Cùng lúc đó,
dung mạo của Vân Tử Họa cũng lập tức già nua đại khái hơn 20 tuổi, nếu là lúc trước Vân Tử Họa nhìn qua như là thanh niên hơn 20 tuổi, vậy hiện tại anh ta thoạt nhìn chính là một người trung niên hơn 40 tuổi. Hiển nhiên Tử Thần cũng không dự liệu được loại biến hóa này, trong một phút lực lượng của Vân Tử Họa bộc phát, trong lòng ông ta cũng cả kinh, đột nhiên phía Vân Tử Họa rất nhanh gia tăng lực lượng một kích. Tuy đã chặn được, nhưng vẫn bị thương nhẹ vì sự việc xảy ra đột ngột. Ông ta nhanh chóng lui về phía sau vài bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tử Thần trước mặt mình, lạnh lùng nói công pháp âm dương nhân của ông, luyện thành rồi sao? Ngôn tình sắc. Vân Tử Họa hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, miệng của ông nên sạch sẽ một chút đi, hồi xuân công vô cùng huyền ảo của tôi, như thế nào đến miệng của ông, lại trở nên không chịu nổi như thế. Tử Thần hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, huyền ảo cái rắm, cùng lắm cũng chỉ là tà công mà thôi. Vân Tử Họa híp mắt nhìn chằm chằm Tử Thần, nói, tuy ông nói như nào, nhưng mà hồi xuân công của tôi quả thật đã luyện thành rồi, hiện tại tôi đã có thể tự nhiên phóng thích công lực tích lũy hơn 100 năm của tôi. Lúc trước thực lực của ông quả thật tương đương với tôi. Nhưng hiện tại tôi đã phóng thích công lực 20 năm, mặc dù dung mạo của tôi cũng sẽ già nua đi 20 tuổi, nhưng vì giết ông, những thứ này cũng đáng giá. Cùng lắm thì chờ giết ông xong, tôi lại đi tìm một nhóm nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, dựa vào bọn họ khiến dung mạo của mình khôi phục lại là được. Lão biến thái, ông đúng nghĩ thật tốt, ông cảm thấy tôi sẽ cho ông có cơ hội này sao? Tử Thần mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đã bắt đầu lo lắng, Vân Tử Họa công lực hơn 20 năm, đủ để tạo thành ưu thế tuyệt đối đối với ông ta. Hơn nữa người này tích lũy 100 năm công lực, nếu như toàn bộ phóng thích ra, Tử Thần tuyệt đối sẽ không là đối thủ của hắn ta. Vân Tử Họa nghe được Tử Thần nói vậy, cười lạnh một tiếng, nói tôi đây ngược lại muốn nhìn một chút, ông lấy đâu ra sức lực nói ra lời này. Nói xong, hắn ta lập tức nhanh chóng bay về phía Tử Thần. Tử Thần cắn chặt răng. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể kiên trì. Tình huống hai người giao thủ trong nháy mắt chuyển biến, từ cân sức ngang tài vừa rồi, chuyển biến thành Vân Tử Họa chiếm thượng phong tuyệt đối. Tử Thần ở trước mặt Vân Tử Họa, tương đối đã cố hết sức. Tử Thanh Thanh nhìn thấy Tử Thần bị đánh, trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng, không ngờ lại bị Lâm Thanh Diện nói trúng. Cô ta quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, vẻ mặt u oán mở miệng nói, đều tại anh, nếu không phải cái miệng quạ đen này của anh. Thái tổ ra làm sao có thể bị tên kia đè ép đánh. Lâm Thanh Diện cũng không quay đầu lại, nói một câu, không cần lo lắng, nếu như ông ấy không chịu được, tôi sẽ ra tay. Tử Thanh Thanh căn bản là không để lời này của Lâm Thanh Diện để ở trong lòng, ngược lại còn cảm thấy Lâm Thanh Diện chỉ đang mạnh miệng nói mà thôi. Anh ra tay có ích lợi gì, ngay cả Thái tổ ra cũng không phải là đối thủ của anh ta, anh đi lên cũng chỉ là chịu chết, đến lúc đó chỉ sợ chúng ta cũng trốn không thoát. Tử Thanh Thanh mở miệng. Lâm Thanh Diện không trả lời Tử Thanh Thanh, chỉ lặng lặng quan sát trận chiến của hai người bên kia. Không bao lâu sau, sức lực của Tử Thần rõ ràng có chút theo không kịp, ông ta ở trước hình ảnh của Vân Tử trở nên giật gấu vá vai, sơ hở cũng trở nên nhiều hơn. Rốt cuộc, sau khi Tử Thần từ chỗ Vân Tử Họa một kích, xuất hiện một sai lầm, Vân Tử Họa nắm lấy cơ hội này, một chưởng vỗ vào ngực Tử Thần. Tử Thần phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể cũng bay ngược ra phía sau. Ông ta dựa vào sức lực trong cơ thể để giúp cơ thể của mình ổn định lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện bên này, mở miệng hô cậu mau đưa Thanh Thanh rời khỏi nơi này. Đi tìm Quý Trường Thanh, bảo ông ta mang người đến đối phó với Vân Tử Họa. Tử Thanh Thanh vẻ mặt sốt ruột, mở miệng hô Thái Tổ ra, ông chạy mau, không cần lo cho cháu. Trên mặt Tử Thần lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, nói ông chỉ sợ là trốn không thoát rồi. Ông giúp các cháu khống chế ông ta, mặc dù ông đã không phải là đối thủ của ông ta, nhưng ông ta muốn đối phó các cháu trước mặt ông, sẽ không dễ dàng như vậy. Các cháu đi mau đi, không cần lo cho ông, nếu không đến lúc đó chúng ta một người cũng không đi được. Lâm Thanh Diện cũng không làm theo lời Tử Thần, mà đi về phía Vân Tử Họa. Tử Thanh Thanh nhìn thấy Lâm Thanh Diện chủ động đi tới chỗ Vân Tử Họa, sắc mặt biến đổi, hô, Lâm Thanh Diện, anh làm cái gì vậy? Anh mau theo tôi trở về. Tử Thần cũng không nghĩ tới Lâm Thanh Diện không chỉ không dẫn theo Tử Thanh Thanh đi, ngược lại còn đi về phía bọn họ. Cậu nhóc, cậu làm cái gì vậy? Tôi bảo cậu đưa Thanh Thanh đi. Cậu không nghe thấy sao? Tử Thần vô cùng sốt ruột mở miệng kêu. Lâm Thanh Diện nhìn ông ta cười cười, nói tiền bối, không cần lo lắng, ông đã bị thương, đi sang bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi, người này, giao cho tôi đối phó đi.
Tử thần nghe được lời nói của Lâm Thanh Diện càng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nói cậu đang nói mê sảng cái gì vậy? Chẳng lẽ cậu vừa rồi không thấy thực lực của ông ta kinh khủng như thế nào sao sao? Ngay cả tôi cũng không phải là đối thủ của ông ta, cậu muốn đối phó với ông ta như thế nào đây? Cậu tới đây chỉ có chịu chết thôi. Vân Tử Họa vẻ mặt trêu tức nhìn Lâm Thanh Diện, nói, không thể tưởng tượng được cậu lại là một thằng nhóc thích chịu chết, nếu như vậy, tôi đây cũng không khách khí. Nói xong, Vân Tử Họa lập tức muốn ra tay với Lâm Thanh Diện. Vừa lúc đó, Lâm Thanh Diện phóng ra khí thế trên người mình, vẻ mặt lạnh như băng nói với Vân Tử Họa, còn chưa bắt đầu đánh, làm sao ông biết tôi không phải là đối thủ của ông? Chương 1025, đây là bẩm sinh, không còn cách nào khác. Cảm nhận được khí thế ngút trời trên người Lâm Thanh Diện, ánh mắt Vân Tử Họa híp lại, lập tức biểu cảm trên mặt biến đổi, kinh hô một tiếng, hóa cảnh đỉnh phong. Điều này sao có thể? Tử thần té trên mặt đất cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Thanh Diện lại thể hiện ra khí thế như vậy. Trước đó, ông ta vẫn cho rằng Lâm Thanh Diện chỉ dừng lại ở trình độ nửa bước hóa cảnh, cho nên mới vô cùng sốt ruột. Nhưng bây giờ xem ra, thực lực của cậu nhóc này tựa hồ cũng không yếu hơn mình. Cậu nhóc này rốt cuộc làm như thế nào? Đoạn thời gian trước không phải là nửa bước hóa cảnh sao? Tại sao mới vài ngày không gặp mà đã là hóa cảnh đỉnh phong rồi? Quý Trường Thanh rốt cuộc tìm được quái vật này từ đâu? Cậu nhóc này không phải là từ trong khe đá nhảy ra chứ? Tử thần vẻ mặt sợ hãi than, đã bị thực lực mà Lâm Thanh Diện thể hiện ra làm cho rung động. Ông ta cắn răng từ trên mặt đất đứng lên, nhanh chóng đến chỗ Tử Thanh Thanh. Nếu thực lực của Lâm Thanh Diện không đơn giản như ông ta nghĩ, vậy ông ta cũng không cần phải gấp gáp như vậy. Tử Thanh Thanh lúc này vẻ mặt khó hiểu, cô ta vẫn không thể từ khí thế mà Lâm Thanh Diện phát ra mà phân biệt được thực lực hiện tại của Lâm Thanh Diện là gì, chỉ có thể đoán được thực lực của anh không đơn giản như mình nghĩ. Thái Tổ gia, sao ông không gọi Lâm Thanh Diện trở lại, một mình anh ta làm sao có thể ứng phó với tên kia, anh ta đi qua chính là đi chịu chết mất. Trên mặt Tử Thanh Thanh vẫn mang theo vài phần sốt ruột. Tử thần lúc này sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói chịu chết còn chưa đến mức, cậu nhóc này thật sự có thể khiến cho người ta kinh ngạc, thực lực của cậu ta bây giờ, căn bản không kém gì ông, Vân Tử Họa muốn giết cậu ta, cũng không dễ dàng gì đâu. Cao thủ có thể đạt tới cảnh giới hóa cảnh đỉnh phong, không có một ai là đèn cạn dầu, cho dù Vân Tử Họa dựa vào hồi xuân công phóng thích 20 năm công lực, nhiều lắm cũng chỉ là áp chế Lâm Thanh Diện, cũng không thể áp đảo mà đánh bại Lâm Thanh Diện. Ông ta vừa rồi sở dĩ bị thương, nguyên nhân chủ yếu là sự việc xảy ra đột ngột, ông ta không nghĩ tới Vân Tử Họa đã luyện thành công hồi xuân, lúc này mới nói. Tử Thanh Thanh sau khi nghe được lời nói của Tử Thần, trên mặt trong nháy mắt hiện đầy ngạc nhiên, hơn nữa hơi hoài nghi bản thân vừa rồi nghe lầm. Thái Tổ gia, ông mới vừa nói, thực lực của Lâm Thanh Diện đã không kém gì ông sao? Cô ta vội vàng xác nhận lại một lần nữa. Tử Thần gật đầu, nói cậu nhóc này, quả nhiên là thiên tài chưa từng có trong lịch sử, đương kim võ đạo, nếu nói về thiên phú, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể vượt qua cậu ta. Tử Thanh Thanh chỉ cảm thấy thân thể của mình cũng trở nên cứng ngắc, khó có thể tin nhìn Lâm Thanh Diện ở xa xa, thật lâu không thể phục hồi được tinh thần. Thực lực không kém gì Tử Thần, nói cách khác thực lực hiện tại của Lâm Thanh Diện đã đạt đến hóa cảnh đỉnh phong. Mà Lâm Thanh Diện mới chỉ hơn 20 tuổi, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trong quá khứ, Tử Thanh Thanh luôn cảm thấy mình ở tuổi hơn 20 đã đạt tới trình độ nội kình, đã xem như là một thiên tài vô cùng giỏi rồi. Hơn nữa cô ta lại là một đứa con gái, cho nên trong lòng còn có một chút kiêu ngạo. Nhưng sự kiêu ngạo của cô ta bây giờ đã hoàn toàn bị tên Lâm Thanh Diện phá vỡ. Lâm Thanh Diện khiến cô ta hiểu được cái gì mới là thiên tài chân chính, so sánh với Lâm Thanh Diện, cô ta căn bản không là cái gì hết. Tử thần chú ý tới phản ứng của Tử Thanh Thanh, an ủi nói, cháu cũng đừng quá để ý, nghĩ đến người như cậu ta, đoán chừng mấy ngàn năm mới có thể xuất hiện một người, so với loại người này, sẽ chỉ khiến cho bản thân bị đả kích thôi. Tử Thanh Thanh gật đầu, tuy rằng Tử thần đang an ủi cô ta, nhưng nghe xong lời này, trong lòng cô ta lại càng thêm khó chịu. Lâm Thanh Diện đứng ở trước mặt Vân Tử Họa, trong tay một thanh trường đao phát ra ánh sáng xuất hiện, sức mạnh to lớn xoay quanh nó, khiến cho quanh thân anh xuất hiện từng đạo gió mạnh. Vân Tử Họa từ trong khiếp sợ thực lực của Lâm Thanh Diện phục hồi lại tinh thần, sau đó hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, không nghĩ tới chúng thần điện lại còn có thiên tài yêu nghiệt như cậu, ở tuổi này, đã có thực lực hóa cảnh đỉnh phong.
Tôi dùng hơn 100 năm mới đạt tới cảnh giới này, cậu thật đúng là làm cho người ta ghen tị. Lâm Thanh Diện cười cười, nói, ghen tị cũng vô dụng thôi, đây là trời sinh, không có cách nào khác. Vân Tử Họa nghe được câu chào phúng này của Lâm Thanh Diện, hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, cậu bớt ở đây đắc ý đi, thực lực của tử thần cũng là hóa cảnh đỉnh phong, nhưng ông ta vẫn bị thương trên tay tôi thôi. Thiên phú của cậu chắc tuyệt như thế, nếu lấy ra luyện hồi xuân công của tôi, nhất định có thể làm cho công lực của tôi tăng lên nhiều đấy, tôi ngược lại còn phải cảm ơn cậu đã cho tôi một niềm vui như vậy. Lâm Thanh Diện bĩu môi, không có ý định tiếp tục nói nhảm với ông ta, huyền kình trong cơ thể di chuyển, bay thẳng về phía Vân Tử Họa. Chỉ sợ ông không có năng lực này. Vừa dứt lời, Lâm Thanh Diện chém một đao về phía Vân Tử Họa, một đao ảnh khổng lồ xuất hiện, đập lên người Vân Tử Họa. Vân Tử Họa cũng không có chậm trễ, ánh sáng màu tím trên người xuất hiện, vươn tay ra bắt lấy đao ảnh kia. Đương nhiên, ông ta cũng không phải thật sự dùng tay bắt lấy, trong nháy mắt ông ta vươn tay ra, một bàn tay thật lớn xuất hiện giữa không trung, lập tức cầm lấy đao ảnh kia, tiếp theo dùng lực, nhanh chóng bóp nát toàn bộ đao ảnh. Lâm Thanh Diện cảm nhận được lực lượng của Vân Tử Họa, nghĩ thầm hồi xuân công của lão già này quả nhiên có chút môn đạo, thực lực hóa cảnh đỉnh phong, cộng thêm công lực của hồi xuân công 20 năm, thậm chí có một tia cảm giác thần cảnh. Đương nhiên, Lâm Thanh Diện lúc trước đã từng chiến đấu với cường giả thần cảnh chân chính, cho nên giờ phút này không có sợ Vân Tử Họa một chút nào, lại là một đao chém về phía ông ta. Thiên tinh thức. Vân Tử Họa thấy một chiêu này của Lâm Thanh Diện uy lực không đơn giản, lúc này cũng dùng ra một chiêu thức uy lực không tầm thường, trấn áp chiêu số của Lâm Thanh Diện. Hai người chiến đấu kịch liệt hồi lâu, toàn bộ cây cối xung quanh đều bị vã lây, chỉ trong vài phút, trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh, đã là một đống hoang tàn, nếu là người không biết chuyện nhìn thấy, còn tưởng rằng nơi này đã xảy ra thiên tai khủng bố gì. Yêu Nguyệt thức, Kinh Lôi thức. Lâm Thanh Diện đem chiêu thức uy lực không tầm thường của mình toàn bộ phóng tới trên người Vân Tử Họa. Nhưng Vân Tử Họa bởi vì uy lực của hồi xuân công, rất dễ dàng hóa giải chiêu số của Lâm Thanh Diện. Mặc dù như vậy, trong lòng Vân Tử Họa vẫn cảm thấy nghi hoặc. Theo lý mà nói, hắn ta phóng xuất ra 20 năm công lực, đối mặt với cao thủ hóa cảnh đỉnh phong, tuy nói sẽ không áp chế toàn diện, nhưng ít nhất cũng sẽ chiếm được ưu thế. Nhưng giao thủ với Lâm Thanh Diện, ông ta hoàn toàn không có cảm giác chiếm được ưu thế, ngược lại cảm thấy bản thân và anh thế lực ngang nhau. Hắn thậm chí hơi hoài nghi thực lực của Lâm Thanh Diện vượt xa cảnh giới hóa cảnh đỉnh phong. Vân Tử Họa sở dĩ có cảm giác như vậy, tự nhiên là bởi vì Lâm Thanh Diện tu luyện huyền kình cấp cao, phẩm chất lực lượng khiến cho công kích của Lâm Thanh Diện trở nên mạnh hơn, cho nên mới đánh ngang tay với Vân Tử Họa. Thấy bản thân không có biện pháp làm gì được Lâm Thanh Diện, trong lòng Vân Tử Họa cũng sinh ra một tia sốt ruột, nếu như tiếp tục dây dưa như vậy, đến lúc đó ai thua ai thắng thật sự khó nói. Âm thầm cắn răng, Vân Tử Họa trong lòng quyết định, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện sau đó mở miệng nó, cậu nhóc này, bước tôi đến mức độ này, cậu xem như là người đầu tiên, nhưng đây chỉ là trình độ 20 năm công lực của hồi xuân công ta mà thôi. Bây giờ tôi đem công lực phóng thích đến 40 năm, xem cậu còn muốn ứng phó kiểu gì. Vừa dứt lời, khí thế của Vân Tử Họa lại tăng vọt, ông ta đánh ra một chưởng về phía trước, đánh bay Lâm Thanh Diện ra ngoài. Chương 1026, lẽ nào ông tưởng chỉ mình ông mới có con át chủ bài à? Lâm Thanh Diện nhanh chóng ổn định cơ thể, cau mày liếc nhìn Vân Tử Họa, người lại tăng sức mạnh thêm một lần nữa, trong ánh mắt hiện lên một tia kiêng dè. Tử thần thấy thế, trên mặt cũng lộ vẻ lo lắng, hét lên với Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện, tôi tới giúp cậu một tay. Hai ta liên thủ là có thể khống chế được lão giả biến thái này. Lâm Thanh Diện lập tức từ chối, tiền bối, ông đang bị thương. Cho dù hai ta liên thủ thì hiệu quả cũng không hơn được bao nhiêu. Ông yên tâm, tôi có thể đối phó với ông ta, ông chỉ cần đứng ngoài quan sát là được rồi. Tử thần không ngờ Lâm Thanh Diện sẽ thẳng thừng từ chối mình, đang định lao tới cũng phải dừng lại. Nếu là trước đây chắc chắn ông sẽ cho rằng Lâm Thanh Diện quá tự đại, còn có thể nói anh vài câu, nhưng bây giờ sau khi thấy thực lực của Lâm Thanh Diện, tử thần đã hiểu, tên nhóc này hoàn toàn khác với những thiên tài trước đây ông từng tiếp xúc. Anh là một người có thể mang lại sự bất ngờ cho người khác, hơn nữa tử thần biết Lâm Thanh Diện cũng không phải người tự tin mù quáng, nếu anh đã nói vậy nghĩa là anh đã có cách để đối phó Vân Tử Họa. Bây giờ ông đang bị thương rất nặng, nếu cố gắng ra tay, không cẩn thận sẽ trở thành gánh nặng của Lâm Thanh Diện, khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Ông nội Thái Tổ, ông thật sự không cần giúp Lâm Thanh Diện ư?
Từ Thanh Thanh hơi lo lắng cho tình hình của Lâm Thanh Diện nên cất tiếng hỏi. Nếu cậu ấy đã nói mình có thể đối phó được thì chắc vẫn còn con át chủ bài nào đó, chúng ta cứ quan sát đi đã, nếu cậu ấy thật sự không đối phó được thì ông ra tay giúp cũng chưa muộn. Từ Thần thản nhiên nói. Sau khi Vân Tử Họa lại phóng ra 20 năm công lực nữa, khuôn mặt ông ta đã già đi rất nhiều, nghiễm nhiên đã trở thành một ông già hơn 50 tuổi, tóc cũng bạc, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Thanh Diện, nhóc con, mày ép tao phóng ra 40 năm công lực, dung nhan mà tao vất vả, khổ sở giữ gìn đã bị mày hủy hoại, nếu hôm nay không giết mày thì khó mà giải trừ được nỗi hận thù trong lòng tao. Lâm Thanh Diện bĩu môi với Vân Tử Họa rồi nói, ông vốn là một lão già sống hơn 100 tuổi, thế mà lại biến mình thành thiếu niên hơn 20 tuổi, thật biến thái. Nhưng tôi có thể rất trách nhiệm mà nói với ông rằng, phóng ra 40 năm công lực thì còn lâu mới đủ. Cho dù ông có phóng hết tất cả công lực đã tích lũy của mình ra thì hôm nay vẫn chỉ có một con đường chết. Nói xong Lâm Thanh Diện không chút do dự, sử dụng bí pháp nâng thực lực của mình lên một tầm cao mới. Anh biết rõ mình không thể lưu thủ khi đấu với cao thủ như Vân Tử Họa, hơn nữa hồi xuân công của Vân Tử Họa đã tích lũy được cả 100 năm, anh nhất định phải dùng toàn bộ sức lực của mình, nếu không cứ kéo dài thế này rất bất lợi với anh. Cho nên anh quyết định dứt khoát dùng bí pháp. Đây là lần đầu tiên Lâm Thanh Diện sử dụng bí pháp sau khi đạt đến đỉnh phong hóa cảnh. Mặc dù trước kia anh đã đoán được sau khi sức mạnh của mình tăng lên thì hiệu quả của bí pháp sẽ kém đi, nhưng bí pháp vô cùng huyền diệu, dù hiệu quả kém đi nhưng chắc chắn có thể giúp Lâm Thanh Diện tăng sức mạnh cực lớn trong khoảng thời gian ngắn. Sau khi sử dụng bí pháp, trên mặt Lâm Thanh Diện lộ vẻ kinh ngạc, anh vốn tưởng mình dùng bí pháp, cùng lắm cũng chỉ tương đương với 40 năm công lực Vân Tử Họa phóng ra. Nhưng không ngờ thực lực hiện tại của anh đã đạt tới hóa cảnh nửa bước. Xem ra anh đã đánh giá thấp sức mạnh của bí pháp rồi. Từ Thần chú ý thấy sự thay đổi trên người Lâm Thanh Diện thì kinh ngạc nói, khí tức trên người cậu ấy thay đổi rồi, có vẻ như đã sử dụng biện pháp đặc biệt nào đó khiến thực lực tăng lên trong thời gian ngắn. Vân Tử Họa cũng chú ý tới sự thay đổi trên người Lâm Thanh Diện, nhưng không hề để tâm, ông ta không nghĩ Lâm Thanh Diện sẽ có công pháp huyền dữ như hồi xuân công của mình. Ông ta lao về phía Lâm Thanh Diện, ánh sáng màu tím phóng ta, hóa thành một cây roi dài, quất về người Lâm Thanh Diện. Sau khi sợi dây tới trước người mình, Lâm Thanh Diện giơ tay nắm lấy, một luồng sức mạnh kỳ dị phát ra, chấn động sợi dây roi biến nó thành trời đầy sao, tản ra trong không khí. Vân Tử Họa nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, ngạc nhiên kêu lên, sao có thể như vậy? Sao mày có thể dễ dàng hóa giải được thủ đoạn của tao? Một đòn vừa rồi là toàn bộ sức mạnh 40 năm công lực của ông ta sau khi đã phóng thích, thế nhưng Lâm Thanh Diện lại có thể hóa giải nó một cách nhẹ nhàng. Thật sự là không thể tin được. Lâm Thanh Diện cười với Vân Tử Họa, nói, lẽ nào ông tưởng chỉ mình ông có con át chủ bài à? Tôi có thể nói với ông rằng, nếu so về con át chủ bài thì ông cũng không thể thắng được tôi. Nói xong bóng Lâm Thanh Diện lóe lên, xuất hiện trước mặt Vân Tử Họa, dùng dao chém về phía đầu ông ta. Vân Tử Họa vội tiếp chiêu, sắc mặt ông ta cực kỳ khó coi, phát hiện mình hoàn toàn không phải đối thủ của Lâm Thanh Diện. Thứ chết tiệt kia, lẽ nào hôm nay phải thật sự phóng hết công lực ra mới giải quyết được mày? Vân Tử Họa nghiến răng nghiến lợi, trong nháy mắt đã giao đấu với Lâm Thanh Diện hơn 10 chiêu, ông ta phát hiện mình đã bị Lâm Thanh Diện chèn ép, đánh bù. Ha ha, nếu bây giờ ông còn không dùng hết sức thì sau này sẽ không còn cơ hội đâu. Lâm Thanh Diện chế giễu Vân Tử Họa một câu. Sau đó lại chém lên người ông ta. Vẻ mặt Vân Tử Họa xoắn xuýt, tích lũy công lực hồi xuân lực cực kỳ khó, ông ta tích lũy 100 năm mới đạt tới trình độ hiện tại, nếu hôm nay phải phóng ra hết thì mọi tích lũy trước kia của ông ta đều vô ích. Cho dù không nỡ nhưng thấy Lâm Thanh Diện đã sắp đánh bại mình, mọi chuyện đã không còn do ông ta quyết định nữa. Nhóc con, hôm nay tao phải xé mày thành trăm mảnh để trút giận trong lòng. Vân Tử Họa hét lên với Lâm Thanh Diện. Sau đó diện mạo nhanh chóng trở nên già nua, tóc cũng trở nên trắng như tuyết chỉ trong nháy mắt, da thịt gần như khô ráp, nhăn nheo, trông hơi thảm hại. Để có thể giết chết Lâm Thanh Diện, Vân Tử Họa đã phóng hết toàn bộ 100 năm công lực của mình, diện mạo lúc này mới là diện mạo thật sự của ông ta. Lâm Thanh Diện nhìn thấy diện mạo này của Vân Tử Họa, trên mặt là vẻ khinh thường, anh nói, chẳng trách ông muốn luyện tà công này để giữ gìn dung nhan của mình, thì ra là xấu xí đáng sợ quá, nửa đêm ra đường. Người nào không biết chắc chắn sẽ tưởng ông là ma. Vân Tử Họa lúc này đã hận Lâm Thanh Diện tận xương, nghe thấy lời này của anh càng không kìm chế được lửa giận trong lòng,
phất tay một cái, một tấm màn sáng màu tím hiện ra, cố gắng quấn lấy Lâm Thanh Diện. Đúng lúc này, Lâm Thanh Diện dừng hình, nhìn chằm chằm Vân Tử Họa với ánh mắt thâm thúy, ánh mắt ngưng tụ, một tay chỉ về phía trước, một làn sóng kỳ dị xuất hiện, sau đó một pháp ấn xuất hiện trong không trung. Chính là phương pháp công kích thần hồn mà Lâm Thanh Diện đã chuẩn bị từ rất lâu. Chương 1027, kết thúc. Khống hồn ấn đập thẳng vào người Vân Tử Họa với tốc độ cực nhanh. Vân Tử Họa hừ lạnh một tiếng, không biết Lâm Thanh Diện đang dùng phương pháp công kích thần hồn, ông ta cho rằng đó chỉ là một sức mạnh công kích nào đó mà thôi, vì thế bèn dùng sức mạnh trong cơ thể chống lại. Nhưng điều khiến ông ta không ngờ là khống hồn ấn xuyên qua đòn công kích của ông ta rồi đập thẳng vào đỉnh đầu ông ta. Sự thay đổi này khiến Vân Tử Họa không có chút chuẩn bị, ngay khi ông ta định là vài động tác bảo vệ thì đột nhiên cảm thấy đầu óc mình trở nên trống rỗng, đứng sừng sững tại chỗ bất động. Bức màn sáng ông ta phóng về phía Lâm Thanh Diện cũng dừng lại. Lâm Thanh Diện nắm lấy cơ hội này, nhanh chóng lao đến trước Vân Tử Họa, một đao chém thẳng vào người ông ta. Sấm sét thức, kiếm quang cực lớn xuất hiện, lập tức bao phủ cả người Vân Tử Họa vào trong, uy lực kinh thiên động địa. Ngay lúc sấm sét thức đánh vào người Vân Tử Họa thì ông ta tỉnh táo lại, sau khi phóng ra 100 năm công lực hồi xuân, sức mạnh vô tận của ông ta đã gần với thần cảnh, cho dù ông ta không thức tỉnh thần hồn thì hiệu quả của phương pháp công kích thần hồn cũng không thể kéo dài quá lâu với ông ta. Nhìn thấy thủ đoạn mà Lâm Thanh Diện phóng ta, sắc mặt Vân Tử Họa cũng đột nhiên thay đổi, sau đó ông ta vội vàng trốn sang một bên. Nhưng vì khoảng cách vừa rồi quá gần, cho dù kịp thời phản ứng thì phần lớn uy lực của sấm sét thức cũng đã chém lên người Vân Tử Họa. Ông ta nhanh chóng lùi về phía sau khi dừng lại thì phun ra một ngụm máu lớn, xem ra đã bị thương nặng. Lâm Thanh Diện thấy Vân Tử Họa không chết sau đòn công kích đó của mình, trên mặt cũng lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó anh lắc đầu nói, thật đáng tiếc. Miệng Vân Tử Họa đầy máu, hai mắt nhìn Lâm Thanh Diện chằm chằm, ông ta hỏi, vừa nãy mày dùng phương pháp công kích thần hồn. Mặc dù chưa thức tỉnh thần hồn nhưng không có nghĩa ông ta không biết đến sự tồn tại của phương pháp công kích thần hồn. Lâm Thanh Diện gật đầu, đúng thế. Nếu tôi đoán không lầm thì ông vẫn chưa thức tỉnh thần hồn, thậm chí tinh thần lực cũng vô dụng, với trạng thái này mà muốn đánh bại tôi là điều không thể, tôi khuyên ông nên đầu hàng đi. Vân Tử Họa khịt mũi nói, mày nói đúng, đúng là tao chưa thức tỉnh thần hồn, nhưng không có nghĩa là tao không có biện pháp chống lại phương pháp công kích thần hồn. Muốn khiến tao đầu hàng á, mày vẫn còn non lắm. Nói xong Vân Tử Họa lại bắt đầu thi triển pháp ấn phức tạp. Lâm Thanh Diện cau mày, không ngờ Vân Tử Họa còn có biện pháp chống lại sự công kích của thần hồn. Nhưng anh cũng không quá lo lắng, một đòn vừa nãy đã khiến Vân Tử Họa bị thương nặng, Lâm Thanh Diện đã sử dụng bí pháp, anh muốn giải quyết ông ta chỉ là chuyện nhỏ. Vân Tử Họa đứng yên tại chỗ kết ấn một lúc lâu, sau đó đảo mắt hét lên với Lâm Thanh Diện, nhóc con. Nếm thử uy lực chiêu này của tao đi. Lâm Thanh Diện lập tức cảnh giác, không biết Vân Tử Họa lại muốn thi triển biện pháp gì. Nhưng công kích trong tưởng tượng của anh không xuất hiện, sau khi Vân Tử Họa hét lên với Lâm Thanh Diện xong thì xoay người bỏ chạy, người ông ta hóa thành một luồng ánh sáng rồi chạy trốn. Vừa nãy lão già ấy chỉ lừa Lâm Thanh Diện thôi. Lâm Thanh Diện bĩu môi không nói nên lời, anh cũng biết Vân Tử Họa không có cách nào chống lại công kích thần hồn. Sau khi ông ta biết Lâm Thanh Diện biết dùng công kích thần hồn đã từ bỏ phản kháng, trong đầu chỉ còn lại ý định chạy trốn. Lâm Thanh Diện không do dự đuổi theo, anh cũng hóa thành một luồng sáng, trong nháy mắt biến mất trước mặt Từ Thần và Từ Thanh Thanh. Từ Thanh Thanh khó hiểu nhìn Từ Thần rồi hỏi, ông nội, công kích thần hồn là gì? Vẻ mặt Từ Thần cảm khái, là một phương pháp tấn công trực tiếp vào tinh thần con người, thật không ngờ tên nhóc đó không chỉ giỏi võ mà còn thức tỉnh được thần hồn. Xem ra ngày cậu ấy bước vào thần cảnh không còn xa nữa. Từ Thanh Thanh cái hiểu cái không nhưng cũng không hỏi nhiều. Khoảng 5 phút sau, một luồng ánh sáng lại xuất hiện trước mắt hai người, trong nháy mắt, Lâm Thanh Diện đã xuất hiện trước mặt Từ Thần và Từ Thanh Thanh. Trong tay anh vẫn nắm chặt tay chân bị gãy, chỉ để lại cho Vân Tử Họa một hơi thở. Tiền bối, tôi đã phế tay chân ông ta rồi, bây giờ ông ta đã trở thành một kẻ vô dụng, không còn uy hiếp gì nữa. Tính mạng của ông ta cũng giao cho tiền bối xử lý, ân oán của hai người cũng có thể hiểu được. Lâm Thanh Diện hờ hững nói. Từ Thần hài lòng nhìn Lâm Thanh Diện, gật đầu với anh, được, tốt lắm, tôi không ngờ tiến độ của cậu lại thần tốc đến vậy, lần trước gặp cậu vẫn chỉ ở hóa cảnh nửa bước, lần này gặp lại thực lực của cậu đã vượt xa tôi. Lâm Thanh Diện mỉm cười, tiền bối khiêm tốn,
vãn bối cũng chỉ là may mắn nên thực lực tiến bộ nhanh hơn chút thôi. Khóe miệng Từ Thần giật giật, nếu tiến độ này của Lâm Thanh Diện chỉ dùng từ, nhanh hơn chút, để hình dung thì hơn 100 năm của ông chỉ là dậm chân tại chỗ. Từ Thanh Thanh nhìn Lâm Thanh Diện hồi lâu sau đó nhẹ giọng nói, Lâm Thanh Diện, cảm ơn anh. Lâm Thanh Diện nhìn cô ta rồi cười nói, đây là điều tôi nên làm thôi, Phân Tử Họa vốn là người trong bảng treo thưởng của chúng thần điện, là điện chủ của chúng thần điện, đương nhiên tôi có trách nhiệm phải diệt trừ ông ta. Sao cơ, cậu đã làm điện chủ chúng thần điện rồi ư? Từ Thần ngạc nhiên hô lên, vẻ ngạc nhiên trên mặt đã không thể diễn tả bằng lời. Từ Thanh Thanh cũng rất sửng sốt, tự hỏi sao tên này luôn khiến người khác phải ngạc nhiên như thế, chỉ trong thời gian ngắn, anh đã mang lại cho bọn họ quá nhiều điều không thể tin được. Lâm Thanh Diện cười ngượng, nhờ có sự ưu ái của lão quý nên đã giao vị trí này lại cho tôi. Từ Thần hít sâu một hơi, bây giờ ông đã không biết nói gì để diễn tả tâm trạng mình nữa. Từ Thanh Thanh ở bên cạnh cũng muốn nói gì đó nhưng do dự hồi lâu cũng không biết nên nói gì. Lâm Thanh Diện đã không thể dùng truyền kỳ để hình dung được nữa, nếu không phải mình thật sự có quen biết anh thì đánh chết Từ Thanh Thanh cũng không tin trên đời lại có người như Lâm Thanh Diện. Từ Thần quan sát Lâm Thanh Diện thật kỹ một hồi, sau đó gật đầu. Lâm Thanh Diện bị Từ Thần nhìn có phần mất tự nhiên, anh hỏi, tiền bối, ông nhìn tôi chằm chằm làm gì vậy? Từ Thần mỉm cười rồi hỏi, tôi nghe nói cậu đã kết hôn đúng không? Vâng, Lâm Thanh Diện đáp. Đại trưởng phu không câu nệ tiểu tiết, cậu có muốn cưới thêm vợ bé không? Thanh Thanh nhà chúng tôi là một cô gái rất dịu dàng, ngoan ngoãn, nếu con bé gả cho cậu chắc chắn sẽ theo cậu cả đời. Từ Thần nói. Lâm Thanh Diện ho khan vài tiếng rồi nói, tiền bối, lúc nãy cháu dùng một vài phương pháp có tác dụng phụ không nhỏ, bây giờ tác dụng phụ sắp phát tác rồi, cháu không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Cháu đi trước. Nói xong Lâm Thanh Diện nhanh chóng xoay người, bước đi đầu không ngoảnh lại. Chương 1028, lại muốn ăn tát nữa à? Khách sạn Intercontinental. Khi Lâm Thanh Diện về đến nơi đã là đêm khuya, vẻ mặt anh lúc này đầy mệt mỏi, có thể hôn mê bất cứ lúc nào. Chỉ là nghĩ tới Hứa Bích Hoài và Nặc Nặc còn đang đợi mình trong khách sạn, giấc ngủ này ít nhất phải một ngày một đêm. Nếu anh tìm một nơi để nghỉ ngơi sợ là Hứa Bích Hoài sẽ cực kỳ lo lắng, cho nên anh phải cố gắng quay về. Anh bước đến cửa khách sạn, người phục vụ gác cửa thông qua chuyện lần trước mà biết Lâm Thanh Diện, thấy anh về là vội ra mở cửa, thái độ cung kính cúi chào. Lâm Thanh Diện lúc này không có tâm trí để ý tới người khác, anh bước nhanh vào khách sạn rồi tới phòng riêng của mình. Sau khi mở cửa, Lâm Thanh Diện nhìn thấy Hứa Bích Hoài đang ôm Nặc Nặc ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt lo lắng. Anh vừa đẩy cửa vào, cô đã lập tức đứng dậy, nhìn anh rồi sốt sắng hỏi, anh đi đâu làm gì vậy? Sao em gọi mãi cho anh mà không được? Lâm Thanh Diện bước tới trước mặt Hứa Bích Hoài nói, anh đi xử lý một số chuyện nên về hơi muộn, anh sẽ giải thích chuyện này với em sau. Bây giờ anh rất mệt, có lẽ sẽ phải ngủ một giấc rất dài, khi anh ngủ em không cần lo lắng cho anh, nếu có vấn đề gì rắc rối em có thể tìm giám đốc khách sạn, anh ta có thể giúp em giải quyết hầu hết các rắc rối. Hứa Bích Hoài nghe lời này của Lâm Thanh Diện xong thì gật đầu, cô nhìn ra được lúc này anh đang rất mệt mỏi, không phải lúc hỏi anh đã đi làm gì. Hơn nữa chỉ cần Lâm Thanh Diện về mà không có chuyện gì xảy ra là cô cũng yên tâm rồi. Anh mau đi nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng cho mẹ con em, chúng em ở khách sạn cũng không có chuyện gì. Hứa Bích Hoài đáp, Lâm Thanh Diện gật đầu sau đó đi về phía phòng ngủ, ngã người ngủ thiếp đi. Mặc dù trong trận chiến với Vân Tử Họa lần này, Lâm Thanh Diện không bị ép phải lấy hết át chủ bài ra như lần trước, nhưng vì sau khi trận đấu kết thúc, anh còn phải vội vàng về khách sạn nên đã tiêu hao quá nhiều sức lực, vì vậy giấc ngủ này dài những 2 ngày. 2 ngày sau, Lâm Thanh Diện tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ, nhìn thấy Hứa Bích Hoài đang chơi đùa với Nặc Nặc bên cạnh mình, cô còn cười nói, Nặc Nặc, sau này ngủ con đừng ngáy như ba con nhé, nếu không sẽ bị chán ghét đấy. Lâm Thanh Diện mỉm cười, anh nói, anh ngủ có ngáy ư? Sao anh nhớ mình không ngáy nhỉ? Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện tỉnh lại, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, không ngáy mới lạ, tiếng ngáy của anh suýt nữa đã dọa đến Nặc Nặc rồi. Lâm Thanh Diện ngồi dậy, nhìn Nặc Nặc chăm chú, có lẽ là do ba quá mệt thôi. Nói xong anh đứng dậy đi rửa mặt, sau khi chỉnh đốn lại bản thân xong thì lại đến chỗ Hứa Bích Hoài và Nặc Nặc. Hứa Bích Hoài hỏi tối đó Lâm Thanh Diện đã làm gì, anh cũng không giấu giếm. Nói rằng mình đã giải quyết được một kẻ xấu quỷ kế đa đoan, vì đánh nhau quyết liệt nên mới ngủ lâu như vậy.
Hứa Bích Hoài biết bây giờ Lâm Thanh Diện đã không còn là người thường cho nên không nghi ngờ gì đối với những lời anh nói, cô chỉ nói anh không sao là được rồi. Khi Lâm Thanh Diện đang thư giãn cùng Hứa Bích Hoài và Nặc Nặc thì anh nhận được điện thoại từ nhân viên công tác của quan lĩnh. Thiếu chủ, tối nay anh có hẹn với tập đoàn Đằng Phi, địa điểm gặp mặt là khách sạn Continental thành phố Y, chúng tôi đã sắp xếp người đưa anh đến đó, xin hỏi khi nào thiếu chủ có thời gian ạ? Nghe nhân viên công tác của quan lĩnh nói, Lâm Thanh Diện mới nhớ mình vẫn còn một rắc rối nho nhỏ cần xử lý. Anh nói với nhân viên quan lĩnh rằng đến khi đó mình sẽ tới. Họ chỉ cần cử người đến khách sạn Continental chờ anh là được. Sau đó anh cũng nói chuyện này với Hứa Bích Hoài, anh nói rằng đây chỉ là một rắc rối nhỏ, không cần lo lắng, anh chỉ qua đó dạy cho Mã Thế Siêu đó một bài học mà thôi. Hứa Bích Hoài cũng biết Lâm Thanh Diện có thể dễ dàng giải quyết chuyện này nên không lo lắng anh sẽ gặp vấn đề gì trong chuyện này, vì thế cũng không ngăn cản. Về phần Hứa Bích Hoài và Nặc Nặc, đương nhiên không tiện đưa họ đi cùng. Cho nên Lâm Thanh Diện đã sắp xếp người trong khách sạn làm bữa tối bổ dưỡng cho hai mẹ con, sau đó mới rời khỏi khách sạn Intercontinental, đến khách sạn Continental. Khách sạn Continental là khách sạn sang trọng nổi tiếng ở thành phố Y, nổi tiếng không phải vì đồ ăn ở đây ngon mà vì đây là nơi các ông chủ lớn từ nhiều ngành nghề khác nhau phải tới để bàn chuyện làm ơn. Chỉ có đến nơi này bàn chuyện làm ăn mới thể hiện được độ, máu mặt, của mình. Cho nên những xí nghiệp có thực lực một chút cần đi xã giao đều sẽ chọn khách sạn Continental. Sau khi Lâm Thanh Diện đến khách sạn Continental, đầu tiên anh vào đại sảnh, vì nhìn thấy một số đồ cổ có giá trị trong sảnh nên anh bước tới đó xem. Nhưng một lúc sau Lâm Thanh Diện phát hiện thật ra phần lớn đồ cổ ở đây là đồ giả, cùng lắm chỉ để trưng bày trang trí. Tất nhiên ít người đến ăn ở đây hiểu về đồ cổ, mọi người cũng chẳng ai quan tâm. Khi Lâm Thanh Diện đang chăm chú quan sát những món đồ cổ trong đại sảnh thì Mã Thế Siêu cũng đã đưa vài người đến khách sạn Continental. Anh ta ăn mặc rất chỉnh tề, vì biết tối nay sẽ gặp người có thể khiến tập đoàn Đằng Phi của họ phát triển thêm một bậc nên anh ta đã cố ý mua một bộ vest đắt tiền. Còn mấy người bên cạnh anh ta là vệ sĩ anh ta mới tìm gần đây, chuyện của Lâm Thanh Diện lần trước khiến anh ta nhận ra chỉ dựa vào thân phận của mình vẫn có thể bị đánh, cho nên bây giờ ra ngoài hắn đều dẫn mấy vệ sĩ đi theo. A ta vừa đi vào trong được vài bước thì chú ý thấy Lâm Thanh Diện đang xem đồ cổ trong đại sảnh. Chết tiệt, trước kia ông đây chờ ở cửa khách sạn Intercontinental 3 ngày cũng không chờ được hắn ta, không ngờ lại gặp tên ngốc ấy vào lúc này. Anh ta do dự một chút, thầm nghĩ mặc dù hôm nay là ngày gặp nhân vật lớn, nhưng bây giờ vẫn chưa tới giờ dùng bữa, chắc nhân vật lớn đó cũng chưa tới, hắn vẫn còn chút thời gian. Mấu chốt là lần này bên cạnh anh ta còn có vài vệ sĩ cao to khỏe mạnh. Có thể nói là anh ta không hề sợ Lâm Thanh Diện, cho nên anh ta định cho Lâm Thanh Diện một bài học trước rồi đi gặp nhân vật lớn kia sau. Anh ta nở nụ cười mỉa mai, sau đó lệnh cho mấy vệ sĩ của mình đi về phía Lâm Thanh Diện. Mẹ nó, nhóc con mày trốn kỹ đấy, ông đây chờ mày 3 ngày, cuối cùng hôm nay cũng gặp được mày. Sao, mày không làm được nhân viên vệ sinh ở khách sạn Intercontinental nên đến Continental làm à? Mã Thế Siêu giễu cợt Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nghe thấy giọng Mã Thế Siêu thì quay người lại nhìn, sau khi nhìn thấy vẻ mặt gợi đòn của hắn, anh cũng hơi ngạc nhiên. Anh còn đang định đi lên, không ngờ lại gặp Mã Thế Siêu ở đây. Sao, lại muốn ăn tát nữa à? Chương 1029, anh đoán xem tôi tới đây làm gì? Khi Mã Thế Siêu nghe thấy câu này của Lâm Thanh Diện, nghĩ đến việc mình bị Lâm Thanh Diện tát ở nơi công cộng ngày hôm đó, cơn giận trong lòng hắn lập tức nổi lên. Con mẹ mày! Mày còn dám nhắc lại chuyện ngày đó với ông à? Mày đúng là đang tự tìm chết mà. Mã Thế Siêu chửi bới Lâm Thanh Diện. Ha ha, nếu anh vẫn còn thái độ này thì tôi không ngại cho anh nhớ lâu hơn đâu. Lâm Thanh Diện cười nói, hơn nữa chắc anh vẫn nhớ những gì tôi nói hôm đó chứ. Nếu anh muốn gây phiền phức cho tôi thì sẽ không đơn giản chỉ vài cái tát là xong chuyện đâu. Mã Thế Siêu khịt mũi lạnh lùng, nói, bớt giả vờ với ông đây đi, tao nói cho mày biết. Tập đoàn Đằng Phi của tao vừa được một nhân vật lớn đầu tư, không lâu nữa tập đoàn Đằng Phi chúng tao sẽ trở thành doanh nghiệp tầm cỡ quốc tế, lẽ nào mày nghĩ một thằng lao công hôi thối như mày có tư cách đấu với tập đoàn Đằng Phi của tao? Lâm Thanh Diện nở nụ cười bỡn cợt, anh đoán xem hôm nay tôi tới đây làm gì? Tao không quan tâm mày tới đây làm gì? Mã Thế Siêu mắng một câu, sau đó hắn nghĩ tới cái gì rồi ngạc nhiên hỏi, không phải là mày có được tin tức ở đâu rồi cố ý tới đây gây rối chúng tao đấy chứ? Lâm Thanh Diện bĩu môi, trí tưởng tượng của anh phong phú thật đấy.
Ánh mắt Mã Thế Siêu nhìn Lâm Thanh Diện như nhìn tai họa ngầm nhất định phải loại bỏ. Bữa ăn hôm nay rất quan trọng với tập đoàn Đằng Phi, nếu bị Lâm Thanh Diện quấy rối thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Thanh Diện, để loại trừ tai họa ngầm là mày, xem ra hôm nay tao phải cho mày một bài học mới được. Lâm Thanh Diện nhìn đám vệ sĩ vạm vỡ phía sau hắn, chỉ dựa vào mấy người này thôi. Mã Thế Siêu khịt mũi hừ lạnh, tao khuyên mày đừng nên tự đại nữa, mấy người họ được tao tìm ra từ võ đài ngầm đấy. Võ đài ngầm đều là những nhà vô địch quyền Anh, mỗi người bọn họ đều đã trải qua hàng trăm trận chiến, tao đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để thuê họ tới. Chẳng lẽ chút sức lực của kẻ rác rưởi mày mà lại đánh bại được khi họ liên thủ? Nói xong hắn quay đầu nhìn mấy người sau lưng rồi hỏi, mấy người, ai lên cho hắn một trận? Trên mặt mấy tên vệ sĩ đều mang nụ cười khinh thường, một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn cất lời, để tôi đi, thứ rác rưởi này chắc chỉ vài chiêu là giải quyết xong. Sau đó người đàn ông bước ra, đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhìn anh ta rồi nói, mấy người cùng lên đi, đỡ lãng phí thời gian. Người đàn ông đó nghe câu này của Lâm Thanh Diện, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Anh ta lạnh lùng nói, không ngờ mày người không lớn mà khẩu khí lại lớn đấy. Tao thấy mày không đỡ nổi một đấm của tao đâu, mày vẫn nên nghĩ xem làm sao để cầu xin tao tha cho đi. Nói xong người đó nắm tay lại thành quyền, đánh vào người Lâm Thanh Diện. Khi nắm đấm của người đó sắp đánh vào Lâm Thanh Diện, anh lắc đầu rồi nhấc chân đá ra một cước. Dầm, một tiếng. Nắm đấm của người đó còn chưa chạm được vào Lâm Thanh Diện thì cả người đã bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Anh ta còn muốn đứng dậy nhưng sau khi thử hai lần, phát hiện mình không thể dậy được nữa. Mã Thế Siêu và mấy vệ sĩ còn lại thấy cảnh tượng này thì đều chết lặng, không ngờ Lâm Thanh Diện lại đá bay người đã từng là vô địch thủ bất khả chiến bại trong dưới quyền Anh dưới lòng đất bằng một cú đạp. Chuyện này làm sao có thể, hắn thật sự chỉ một cú đã đá bay vệ sĩ mà mình dùng tiền mới thuê về được, rốt cuộc tên này lợi hại đến mức nào. Mã Thế Siêu lẩm bẩm. Sau khi phản ứng lại, hắn nhanh chóng lùi lại vài bước rồi nói với những vệ sĩ còn lại, mấy người cùng lên đi. Nhất định phải khống chế được hắn cho tôi không tin mấy người hợp lực mà hắn còn có thể kiêu ngạo được nữa. Sau khi nhận được lệnh, mấy vệ sĩ lập tức bao vây Lâm Thanh Diện rồi dùng thủ đoạn mình am hiểu nhất để chống lại Lâm Thanh Diện. Tiếc là đến cao thủ hóa cảnh đỉnh phong tu luyện hồi xuân công mà Lâm Thanh Diện còn chẳng sợ, mấy tên này chỉ là võ sĩ quyền Anh ngầm chẳng qua chỉ là những đứa trẻ mới tập đánh nhau trong mắt anh mà thôi. Anh nhanh chóng ra tay, chỉ vài chiêu đã đánh bật tất cả đám vệ sĩ xuống đất mà không chút mảy may. Mã Thế Siêu không thể tin được nhìn thấy cảnh này, hắn không ngờ Lâm Thanh Diện lại mạnh đến thế, vệ sĩ mà hắn bỏ số tiền lớn ra thuê lại bị Lâm Thanh Diện giải quyết chỉ trong vài hơi thở. Chẳng trách tên này dám một mình xuất hiện trước mặt hắn, thì ra là còn chẳng để hắn vào mắt. Hắn lùi lại sau theo bản năng, ánh mắt nhìn Lâm Thanh Diện đã có thêm một tia sợ hãi. Lâm Thanh Diện nhìn Mã Thế Siêu, trên mặt là nụ cười thú vị. Mã Thế Siêu biết có chuyện không ổn nên xoay người bỏ chạy. Nhưng hắn còn chưa chạy được vài bước đã cảm thấy một bàn tay đang nắm lấy áo mình, kéo hắn quay lại. Đại ca, em biết sai rồi, anh tha cho em đi, lần sau em không dám nữa. Mã Thế Siêu che đầu, cầu xin Lâm Thanh Diện tha mạng. Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng, anh nghĩ tôi còn tin lời anh nói không? Nói xong anh hất tay Mã Thế Siêu ra rồi tát một cái thật mạnh lên mặt hắn. Mã Thế Siêu lập tức hét lên thảm thiết, trong lòng đã hối hận tới cực điểm. Nhân viên phục vụ của khách sạn Continental thấy cảnh này cũng không dám bước tới, thực lực của Lâm Thanh Diện vừa nãy thật sự quá đáng sợ, cho dù bọn họ tới cũng không ngăn được anh. Lâm Thanh Diện đánh cho Mã Thế Siêu một trận dã man, chỉ trong thời gian ngắn, mặt mũi hắn đã sưng vù như cái đầu heo. Tao nói cho mày biết. Tập đoàn Đằng Phi của tao càng ngày càng mạnh, cho dù tao không đánh lại mày nhưng vẫn có vô vàn cách xử lý mày. Mày cứ chờ đó cho tao, tao nhất định sẽ khiến mày nhà tan cửa nát. Mã Thế Siêu thầm nghĩ chuyện đã đến nước này, cầu xin Lâm Thanh Diện cũng vô dụng nên đã buông những lời hung dữ. Lâm Thanh Diện mỉm cười, buông hắn ta ra. Mã Thế Siêu thấy Lâm Thanh Diện buông tay, không nói hai lời lập tức bỏ chạy, vào thang máy rồi lên lầu. Bữa cơm bây giờ của ba hắn và nhân vật lớn kia mới là quan trọng nhất, ăn xong bữa này, hắn sẽ nghĩ cách đối phó Lâm Thanh Diện. Sở dĩ Lâm Thanh Diện không ngăn Mã Thế Siêu bỏ chạy là vì anh muốn xem lát nữa khi ăn cơm, hắn ta sẽ có vẻ mặt gì. Nếu Mã Thế Siêu biết người đang muốn mua cổ phần tập đoàn Đằng Phi chính là anh, chắc chắn vẻ mặt hắn sẽ vô cùng đặc sắc.
Chương 1030, chờ phá sản đi. Trong phòng bao sang trọng nhất ở khách sạn Continental. Lúc này, Mã Vạn Quốc đang cung kính nhìn người đàn ông trung niên trong phòng, vừa dâng trà vừa rót nước, cực kỳ tích cực. Người đàn ông trung niên chính là người phụ trách quan lĩnh ở thành phố Y, tên là Vương Quân, vì Lâm Thanh Diện nói sẽ tự đến nên ông ta ngồi đây đợi trước. Ông Vương, không biết bao giờ ông chủ của các ông sẽ tới ạ? Mã Vạn Quốc chờ đợi hơi sốt ruột, vì vậy lên tiếng hỏi. Vương Quân nhìn ông ta rồi nói, chắc một lát nữa là tới, sao, ông chờ sốt ruột rồi à? Mã Vạn Quốc vội lắc đầu nói, không dám, tôi chỉ hơi bận tâm nên hỏi thôi, là tôi nhiều lời, cho dù hôm nay ngài ấy có tới hay không thì tôi vẫn sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Người trước mặt chính là nhân vật chủ chốt khiến tập đoàn Đằng Phi một bước lên trời, cho nên ông ta không dám thất lễ. Đúng lúc này, cửa phòng bao bị đẩy ra, Mã Vạn Quốc vội quay đầu nhìn sang, tưởng là nhân vật lớn kia tới. Nhưng đập vào mắt ông ta là một tên có khuôn mặt xương tấy như cái đầu heo. Lông mày ông ta đột nhiên nhăn lại. Cậu là ai? Ai cho cậu vào? Cậu có biết đây là đâu không? Mã Vạn Quốc không hề khách sáo mà nói với hắn. Đầu heo kia nhìn Mã Vạn Quốc rồi nói, ba, là con trai ba đây, ba không nhận ra con à? Mắt Mã Vạn Quốc đột nhiên mở to, hấp tấp quan sát kỹ người trước mặt, phát hiện đúng là hơi giống con trai mình. Vương Quân nhìn thấy cảnh này thì không khỏi phì cười, thầm nghĩ con trai của Mã Vạn Quốc cũng thảm thật. Bị đánh đến mức ba mình cũng chẳng nhận ra, không biết là ai đã đánh hắn. Thế siêu, sao con lại thành ra thế này? Mã Vạn Quốc nghe thấy tiếng cười của Vương Quân thì xấu hổ, ông ta vốn định để con trai mình thể hiện trước mặt nhân vật máu mặt, ai ngờ Mã Thế Siêu lại xuất hiện trong tình trạng này. Mã Thế Siêu rất uất ức, đừng nhắc nữa ba, con gặp phải một tên ngốc rồi bị hắn đánh thành thế này. Người đó rất lợi hại, mấy vệ sĩ con thuê đều không phải đối thủ của hắn, may mà con chạy nhanh. Nếu không hôm nay con đã bị đánh chết rồi. Mã Vạn Quốc rất sốc, ông ta biết lai lịch của những vệ sĩ mà Mã Thế Siêu thuê, không ngờ mấy người họ liên thủ với nhau cũng không đối phó được người trong miệng Mã Thế Siêu, người đó phải lợi hại tới mức nào. Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này, Vương Quân còn đang ngồi đây, nói thêm sẽ chỉ khiến người khác chế giễu. Ông ta khẽ ho khan vài tiếng rồi nói, chuyện của con lát nữa rồi nói, sau hôm nay ba sẽ nghĩ cách dạy dỗ người đó giúp con. Mã Thế Siêu hiểu ý Mã Vạn Quốc, lập tức gật đầu, sau đó nhìn Vương Quân đang ngồi ở kia rồi hỏi, ba, đây là nhân vật máu mặt mua rất nhiều cổ phiếu của tập đoàn chúng ta à? Mã Vạn Quốc nói, nhân vật lớn vẫn chưa đến, đây là người phụ trách của nhân vật lớn đó ở thành phố Y, mau gọi chú Vương. Chào chú Vương, hôm nay thật sự khiến chú chê cười rồi. Mã Thế Siêu vội nói. Vương Quân chỉ gật nhẹ đầu, không nói gì nhiều. Một lúc sau, cửa phòng bao lại bị đẩy ra, người đi vào từ bên ngoài đương nhiên chính là Lâm Thanh Diện. Mã Vạn Quốc lại đứng lên, định nghênh đón, nghĩ lần này chắc là nhân vật máu mặt đó rồi. Khi nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi của Lâm Thanh Diện, lòng ông ta rất ngạc nhiên, không ngờ đại gia mua rất nhiều cổ phiếu tập đoàn mình lại trẻ tuổi như này, đúng là tuổi trẻ tài cao. Sau đó ông ta cũng mừng rỡ, độ tuổi của người này cũng ngang với con trai mình, chắc chắn hai người sẽ có rất nhiều chủ đề chung. Lần này không cần phải lo lắng không biết làm sao để có mối quan hệ tốt với người ta nữa rồi. Khi ông ta định chào hỏi Lâm Thanh Diện thì Mã Thế Siêu ở bên cạnh đã ngạc nhiên kêu lên, sao mày lại vào đây? Lẽ nào mày thật sự đến đây để quấy rối tao? Mã Vạn Quốc lập tức nghi ngờ, quay đầu nhìn Mã Thế Siêu rồi hỏi, có ý gì? Con quen cậu ấy. Mã Thế Siêu hấp tấp giải thích, ba, chính nó đã đánh con thành thế này, chắc chắn nó cố ý theo con lên đây để gây rối. Mã Vạn Quốc rất sốc khi nghe lời Mã Thế Siêu nói, bữa ăn hôm bay cực kỳ quan trọng với tập đoàn Đằng Phi, nếu người này quấy rối thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Ông ta trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện rồi lạnh giọng nói, tôi không quan tâm cậu và con trai tôi có ân oán thế nào, bây giờ chúng tôi có chuyện vô cùng quan trọng, tôi sẽ giải quyết chuyện của cậu sau, mời cậu nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nếu không cậu sẽ hối hận vì đã đến đây. Mã Thế Siêu cũng phụ họa theo, nhóc con. Đừng tưởng đánh được chúng tao là chúng tao không có cách xử lý mày nhé. Tốt nhất mày nên thức thời một chút, nếu làm hỏng chuyện của chúng ta, tao bảo đảm nửa đời sau của mày sẽ kết thúc. Vương Quân ngồi bên cạnh ngẩn người, ông ta không ngờ người đánh Mã Thế Siêu thành đầu heo lại là Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nở nụ cười bỡn cợt, mấy người chắc chắn muốn đuổi tôi đi. Tôi có thể rất trách nhiệm mà nói cho mấy người, hôm nay tôi cũng tới đây để dùng bữa. Mã Thế Siêu cười giễu cợt, bớt giả vờ đi,
mày chỉ là một thằng lao công thôi mà cũng tới được nơi này dùng bữa hả? Mày cố ý đi theo tao kiếm chuyện thì có. Mã Vạn Quốc cũng nói theo, cậu mau ra khỏi đây đi, lát nữa sẽ có nhân vật máu mặt tới, nếu cậu đụng vào người ấy, chắc chắn sẽ chết rất thảm, bây giờ tôi bảo cậu đi là vì tốt cho cậu. Lâm Thanh Diện cười ha hả rồi nói, nếu mọi người đã nói vậy thì tôi cũng không ở lại chỗ này thêm nữa. Mã Vạn Quốc và Mã Thế Siêu nghe thấy câu này của Lâm Thanh Diện thì đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần giải quyết được mối tai họa ngầm này thì mọi chuyện sẽ dễ dàng. Vậy mời cậu hãy nhanh chóng rời đi, Mã Vạn Quốc thúc giục. Lâm Thanh Diện nhìn Vương Quân, người ta không hoan nghênh tôi, chúng ta đi thôi Vương Quân. Vương Quân lập tức đứng dậy, gật đầu với Lâm Thanh Diện, vâng thưa thiếu chủ. Mã Vạn Quốc và Mã Thế Siêu đều chết lặng khi thấy cảnh này, nhất thời không phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra. Mã Vạn Quốc nhìn chằm chằm Vương Quân, trong lòng dâng lên dự cảm bất an, ông ta hỏi, ông Vương Quân, đây là chuyện gì? Ông chủ của ông còn chưa tới, sao ông lại đi theo tên nhóc này? Vương Quân đột nhiên hừ lạnh rồi đáp, ai nói ông chủ chúng tôi chưa tới, chính là người đứng trước mặt ông đấy. Mà mọi người lại muốn đuổi cậu ấy đi, còn nói sẽ khiến cậu ấy hối hận vì đã tới, tôi thấy hai người đúng là đã ăn gan hùm mật sói rồi. Nếu đã vậy, chúng tôi cũng không tiếp tục giữ cổ phiếu công ty các người nữa, các người chờ phá sản đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1031, làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Nghe đến hai chữ phá sản, cơ thể Mã Vạn Quốc đột nhiên run lên, kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện, không ngờ người đánh con mình thành đầu heo lại là một nhân vật có tiếng như vậy. Mã Thế Siêu còn kinh ngạc hơn, trong ấn tượng của anh ta, Lâm Thanh Diện chỉ là một nhân viên dọn dẹp khách sạn, ngoài đánh nhau rất giỏi ra thì anh không có điểm gì đặc biệt, sao lại có thể trở thành người mua một số lượng lớn cổ phần của tập đoàn Đằng Phi được chứ? Lúc này anh ta mới chợt nhớ tới lúc anh ta gọi điện cho Vân Đoá, Vân Đoá nói rằng Lâm Thanh Diện không phải là nhân viên vệ sinh, mà là một nhân vật lớn mà anh ta không thể tưởng tượng được. Lúc đó, anh ta không để tâm đến lời nói của Vân Đoá, bây giờ mới ý thức được những lời Vân Đoá nói đều là sự thật. Cũng chính vì nguyên nhân này, Vân Đoá mới chặn anh ta. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt Mã Thế Siêu nhìn Lâm Thanh Diện ẩn chứa rất nhiều sự sợ hãi. Hiện tại Lâm Thanh Diện nắm trong tay một số lượng lớn cổ phần của tập đoàn Đằng Phi, nếu như anh bán tống số lượng lớn cổ phần đó, đến lúc đó cổ đông của anh chắc chắn cũng sẽ bán theo, nếu để như thế, kết quả cổ phiếu của tập đoàn Đằng Phi sẽ thụt dốc không phanh. Anh ta nuốt nước bọt, trong đầu đột nhiên nhận ra, cổ phiếu của nhà mình là ngay sau lúc anh ta kết thủ oán với Lâm Thanh Diện mới bị người ta mua một số lượng lớn. Còn Lâm Thanh Diện biết rất rõ người mời anh ăn cơm hôm đó là ai. Vì vậy Mã Thế Siêu đoán Lâm Thanh Diện rất có thể là vì chuyện hôm đó mà báo thù anh ta, cho nên mới mua một số lượng lớn cổ phiếu tập đoàn Đằng Phi. Vậy mà anh ta vẫn ngây thơ cho rằng, tập đoàn Đằng Phi vì điều này mà một bước lên mây. Bây giờ nghĩ lại, sau lưng Mã Thế Siêu bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh. Cho nên anh là vì báo thù tôi, cho nên mới mua một số lượng lớn cổ phiếu của tập đoàn Đằng Phi. Mã Thế Siêu hỏi Lâm Thanh Diện với giọng run run. Lâm Thanh Diện cười nói, nếu anh còn có chút suy nghĩ, trước đây là tôi đã từng cho anh cơ hội, chỉ cần anh đừng đến gây phiền phức cho tôi cũng sẽ không làm gì anh, nhưng do bản thân anh không biết điều, cho nên tôi phải trừng phạt anh, đành nghĩ ra cách như thế thôi. Mã Vạn Quốc nhìn hai người họ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội hỏi Mã Thế Siêu, rốt cuộc là có chuyện gì? Con mau giải thích rõ cho ba. Tâm trạng Mã Thế Siêu lúc này như muốn khóc. Lúc đầu anh ta không hề xem lời nói của Lâm Thanh Diện ra gì, sớm biết Lâm Thanh Diện lợi hại như thế thì có đánh chết anh ta cũng không dám đi gây phiền phức cho Lâm Thanh Diện. Nhưng có một số người là như vậy đó, chưa nhìn thấy quan tài thì sẽ chưa đổ lệ. Anh ta run rẩy kể cho Mã Vạn Quốc nghe chuyện đã xảy ra ở nhà hàng Xuân Phong ngày hôm đó, càng nói trong lòng càng sợ hãi, nhưng lúc này hối hận đã không còn tác dụng gì nữa. Sau khi nghe những gì Mã Thế Siêu nói, Mã Vạn Quốc đột nhiên lộ ra vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, sau đó giơ tay tát vào mặt anh ta một cái không chút do dự. Mày là cái đồ bất hiếu, tao nuôi mày lớn thế này rồi, lẽ nào để mày gây họa ở bên ngoài sao? Cũng là tao quá nuông chiều mày, để mày ở bên ngoài hống hách như thế, rõ ràng người ta đã đặt trước vị trí, mày lại cứ miễn cưỡng chiếm đoạt, giờ còn gây phiền phức cho người khác. Nếu mày biết điều một chút, cũng đâu đến nỗi rước phiền phức lớn về đây cho tao. Nói xong, Mã Vạn Quốc tát vào mặt Mã Thế Siêu một lần nữa. Mặt của Mã Thế Siêu vốn dĩ đã bị Lâm Thanh Diện đánh thành đầu heo rồi,
bây giờ còn bị Mã Vạn Quốc tát thêm vài cái, khóe miệng anh ta cũng bắt đầu chảy máu. Ba, con biết sai rồi, sau này con không dám nữa. Mã Thế Siêu kêu lên, đây chắc chắn là khoảng thời gian tuyệt vọng nhất trong cuộc đời của anh ta. Mày xin lỗi với tao cũng vô dụng, còn không mau xin lỗi người ta. Mã Vạn Quốc trừng mắt nhìn anh. Mã Thế Siêu phản ứng lại ngay, anh ta quay người lại, nhìn Lâm Thanh Diện, cúi đầu, nói, tôi sai rồi, sau này tôi nhất định sẽ không làm ra những chuyện như thế này nữa. Cầu xin anh tha thứ, nếu tôi còn gây phiền phức cho anh cứ đánh gãy chân tôi, xin anh đừng nhắm vào tập đoàn Đằng Phi, nếu không sự nghiệp kinh doanh ba tôi gầy dựng nhiều năm cực khổ sẽ tiêu tan. Ngoặc kép. Lâm Thanh Diện vẫn bất động thanh sắc nói, chuyện này liên quan gì đến tôi? Thấy Lâm Thanh Diện không có ý tha thứ, Mã Vạn Quốc đá anh ta một cái, quát, thái độ xin lỗi của mày là vậy sao? Còn không mau quỳ xuống trước người ta. Mã Thế Siêu không dám lơ là, anh ta quỳ xuống trước mặt Lâm Thanh Diện, nhân tiện gõ vài cái vào đầu. Cầu xin anh tha thứ cho tôi thật sự biết sai rồi. Mã Thế Siêu vừa quỳ gối vừa nói. Lâm Thanh Diện nhếch miệng nói, hôm nay cho dù anh có quỳ lủng sàn nhà, tôi cũng không thay đổi quyết định, trên thế giới này, có rất nhiều chuyện không phải xin lỗi là có thể giải quyết được. Thấy Lâm Thanh Diện không chịu thương lượng, Mã Vạn Quốc lo lắng, nói với Lâm Thanh Diện, thưa cậu, mong cậu suy nghĩ lại lần nữa, cậu tốn một số tiền lớn mua cổ phiếu của chúng tôi, nếu hôm nay bán ra hết, đối với bản thân cậu cũng sẽ gây ra tổn thất rất lớn. Lâm Thanh Diện cười nói, thật ra chỉ cần tôi muốn, tất cả doanh nghiệp của thành phố Y tôi cũng có thể mua hết được, ông cho rằng tôi sẽ để tâm mấy tổn hại nhỏ bé này sao? Cơ thể Mã Vạn Quốc đột nhiên cứng đờ, không ngờ Lâm Thanh Diện lại khinh thường như vậy, có thể nói ra những lời này, nói không chừng là đã đứng đầu thế giới rồi. Người mà con trai ông ta động phải lần này, thật sự là người mà tập đoàn Đằng Phi mãi mãi cũng không dám đắc tội. Đã làm sai thì phải tự gánh chịu hậu quả, các người đều là người lớn cả rồi, có lẽ hiểu được đạo lý này, cho nên không cần phải cầu xin tôi nữa. Lâm Thanh Diện nói một câu cuối cùng, sau đó xoay người ra khỏi phòng. Mã Vạn Quốc và Mã Thế Siêu nhìn Lâm Thanh Diện rời đi với vẻ tuyệt vọng nhưng lại không làm gì được. Thái độ của Lâm Thanh Diện kiên quyết như vậy, trong lòng bọn họ biết rõ, muốn Lâm Thanh Diện thủ hạ lưu tình, là chuyện không thể nào rồi. Mã Vạn Quốc quay đầu lại liếc nhìn Mã Thế Siêu, trong lòng càng nghĩ càng tức giận, cả khuôn mặt cũng trở nên tím tái. Thành quả ông ta nỗ lực làm việc cả nửa đời, vậy mà lại dễ dàng bị hủy trong tay đứa con không có tiền đồ này, thậm chí ông ta còn có ý định đoạn tuyệt quan hệ cha con với Mã Thế Siêu. Ông ta bước tới gần Mã Thế Siêu, đá một cú vào mặt anh ta, mắng, mày đúng là đáng chết, tất cả mọi thứ của tao đều bị mày hủy hoại rồi. Từ nay về sau mày không còn là con trai tao nữa. Mày muốn gây hại ai thì đi tìm người đó, sau này đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. Mã Thế Siêu nhanh chóng vươn tay ôm lấy chân Mã Vạn Quốc, cầu xin, ba, đừng bỏ con là con ruột của ba mà. Con ruột cái con khỉ, bây giờ tao còn nghi ngờ mày vốn dĩ không phải con ruột của tao, sao tao có thể có đứa con ngu xuẩn như mày, mẹ mày mấy năm nay nói không chừng là ở bên ngoài tìm không biết bao nhiêu đàn ông rồi, ngày mai mày đi làm giám định cha con với tao. Chương 1032, Star Concert. Ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện yêu cầu Vương Quân bán toàn bộ cổ phiếu của tập đoàn Đằng Phi, và thông qua các kênh thương mại của quan lĩnh, chấm dứt mọi hợp tác từ trước đến nay với tập đoàn Đằng Phi. Chỉ trong 2 ngày, tập đoàn Đằng Phi không chịu nổi áp lực kinh tế quá lớn đã tuyên bố phá sản, các bộ phận liên quan đã can thiệp vào cuộc thanh lý. Sự việc này đã trở thành tin tức lớn nhất ở thị trường thành phố Y chỉ sau một đêm. Tất cả mọi người đều đua nhau bàn tán vấn đề phá sản của tập đoàn Đằng Phi. Nên biết tập đoàn Đằng Phi trước giờ đều giữ hình tượng là công ty hàng đầu ở thành phố Y, trước giờ không ai ngờ được một công ty lớn như vậy lại tuyên bố phá sản chỉ trong một sớm một đêm. Nhiều tin đồn về tập đoàn Đằng Phi cũng bắt đầu lan truyền trong dân chúng, có không ít người tò mò nguyên nhân thật sự dẫn đến tập đoàn Đằng Phi phá sản. Có người để ý trước khi tập đoàn Đằng Phi phá sản đã có người mua một số lượng lớn cổ phiếu của bọn họ. Sau đó đã bán hết ra chỉ trong mấy ngày, nên mới dẫn đến chuỗi vốn của tập đoàn Đằng Phi xảy ra vấn đề lớn, gây ra thảm họa không thể cứu vãn. Thế là nhiều người lần lượt điều tra danh tính của cái người đã mua cổ phiếu của tập đoàn Đằng Phi rồi bán ra như thế rốt cuộc là ai, nhưng chỉ dựa vào kỹ thuật của bọn họ làm sao cao siêu được như thế, vốn không tra ra lai lịch của cá nhân hay tổ chức đó. Mọi người luôn có một trí tò mò mạnh mẽ về những điều chưa biết như vậy, một khi họ không thể tìm ra sự thật.
họ sẽ tạo ra một số câu chuyện dựa trên trí tưởng tượng của mình để làm cho vấn đề trở nên thú vị hơn. Vì vậy, rất nhiều câu chuyện kỳ lạ đủ loại về Mã Vạn Quốc, chủ tịch tập đoàn Đằng Phi, và con trai của ông ta là Mã Thế Siêu mới được tung ra. Có người cho rằng hai cha con bọn họ đã chọc giận một ông chủ lớn, có người cho rằng bọn họ đã đắc tội đại quan. Nhưng trong đó mọi người đều cảm thấy thuyết phục nhất chính là tập đoàn Đằng Phi sa sút như ngày hôm nay là do phụ nữ. Một số người nói rằng chính vợ của Mã Vạn Quốc đã làm tập đoàn Đằng Phi sụp đổ, bởi vì Mã Vạn Quốc ở bên ngoài bao nuôi phụ nữ bấy lâu, cho nên vợ của Mã Vạn Quốc tức giận, nên mới lựa chọn cách kết thúc tập đoàn Đằng Phi như thế. Người ta cũng nói rằng vợ của Mã Vạn Quốc đã cắm sừng Mã Vạn Quốc ở bên ngoài, sau khi bị Mã Vạn Quốc phát hiện đã lên kế hoạch trả thù người đàn ông gió, kết quả người đàn ông đó lại là một ông chủ lớn, nên đã tiêu diệt tập đoàn Đằng Phi. Sở dĩ mọi người nghĩ nguyên nhân chuyện này là do phụ nữ là vì có người đã nhìn thấy Mã Vạn Quốc đưa Mã Thế Siêu đi bệnh viện giám định huyết thống cha con. Tất nhiên, đây chỉ là những phiên bản được lưu truyền rộng rãi nhất. Những suy đoán về vấn đề này mọi người đều nói vô cùng ly kỳ, đa dạng, hơn nữa còn có chứng cứ xác đáng, ngay cả người trong cuộc như Lâm Thanh Diện nghe xong cũng không thể không bái phục trí tưởng tượng của bọn họ. Tuy nhiên, Lâm Thanh Diện không quan tâm đến suy đoán của mọi người, dẫu sao cũng không ai biết anh mới là ông chủ lớn đứng đằng sau khiến tập đoàn Đằng Phi phá sản. Chiều nay, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đang xem TV trong khách sạn, TV đang đưa tin về sự phá sản đột ngột của tập đoàn Đằng Phi. Người dẫn tin tức cũng phân tích nguyên nhân phá sản của tập đoàn Đằng Phi từ nhiều góc độ khác nhau, nhưng đều không nói đến điểm chính. Khi Hứa Bích Hoài xem nội dung trên TV, trong lòng thở dài, nói ông chủ của tập đoàn Đằng Phi hẳn không bao giờ ngờ được, công ty ông ta khổ công xây dựng lại vì sự hống hách ngang ngược của con trai mình mà phá sản. Lâm Thanh Diện mỉm cười nói, tuy nói chúng ta chỉ tình cờ gặp phải chuyện này, nhưng loại người đó, trước khi chịu khổ thật sự thì mãi mãi cũng không biết hối cải. Cho dù anh không ra tay, sau này cũng có người khác dạy dỗ cậu ta, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Hứa Bích Hoài gật đầu, dù sao cô cũng là người nhà họ Tô gia tộc đẳng cấp trên thế giới, tầm nhìn và khuôn mẫu đương nhiên sẽ khác biệt, đối với chuyện như thế này, cũng không nảy sinh quá nhiều cảm xúc. Mau thay quần áo cho Nặc Nặc đi, buổi diễn ca sắp bắt đầu rồi, chúng ta phải mau qua đó. Lâm Thanh Diện nói với Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài gật đầu. Không còn nghĩ ngợi về chuyện của tập đoàn Đằng Phi nữa, bắt đầu giúp Nặc Nặc thay bộ quần áo mà bọn họ mới mua hôm nay. Tối nay là lúc diễn ra concert của các ngôi sao, vài ngày trước Lâm Thanh Diện đã nhờ Vương Quân giúp bọn họ giành được mấy tờ vé VIP của concert. Một buổi concert như vậy chỉ có tổng cộng 10 vé, chỉ những người có gia thế thật lớn mới có thể giành được, nếu không cho dù có bỏ nhiều tiền ra cũng khó mà mua được loại vé VIP như này. Với loại vé này, gia đình ba người của Lâm Thanh Diện có thể ngồi ở vị trí gần nhất của concert, và sẽ có một khu vực riêng biệt với các khán giả khác, như thế Lâm Thanh Diện cũng không cần lo lắng Nặc Nặc đi cùng sẽ chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Sau khi thay quần áo cho Nặc Nặc, Hứa Bích Hoài trang điểm nhẹ nhàng cho mình, mặc một chiếc váy đã lâu rồi cô không mặc, cả người trang điểm lên trông rất đẹp. Từ khi có Nặc Nặc, cô rất ít khi trang điểm, bên cạnh đó, Lâm Thanh Diện cũng thường xuyên vắng mặt, trừ một số dịp cần thiết. Cô cũng không quá để ý đến việc trang điểm. Lần này, khó khăn lắm mới được cùng Lâm Thanh Diện ra ngoài đi xem ca nhạc, cho nên cô nhất định phải ăn mặc thật long trọng một chút. Sau khi Lâm Thanh Diện nhìn thấy Hứa Bích Hoài hóa trang xong, lập tức khen ngợi cô giống như thần tiên giáng trần, điểm khác biệt duy nhất chính là cô còn mang theo một tiểu tiên nữ bé nhỏ. Hứa Bích Hoài nhìn Lâm Thanh Diện bằng nửa con mắt nói, đều là vợ chồng già rồi, còn nói mấy lời mùi mẫn như vậy. Lâm Thanh Diện cười nói, vợ chồng già thì sao, vợ của anh đẹp như tiên nữ, cho dù kết hôn 100 năm, cô ấy trong mắt của anh vẫn là tiên nữ. Hứa Bích Hoài giận dữ liếc nhìn anh, sau đó bế Nặc Nặc đi ra khỏi khách sạn. Cả hai đến địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc trên một chiếc xe hơi do khách sạn Intercontinental sắp xếp. Quy mô của concert ngôi sao này có thể nói là rất lớn, mời tổng cộng hàng chục ngôi sao nổi tiếng, rất nhiều người đều muốn đến xem concert này. Vào ngày vé concert được mở bán, tất cả đều bị giành hết. Địa điểm tổ chức concert là sân vận động lớn nhất ở thành phố Y, có sức chứa lên đến 50.000 người, vì vậy, trước cổng concert đã chật ních và nhiều người đang xếp hàng chờ kiểm vé. Khi Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đưa Nặc Nặc đến lối vào của sân vận động, họ có chút phấn khích khi nhìn thấy một cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Lâu rồi em không được nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt như vậy, Hứa Bích Hoài cười nói với Lâm Thanh Diện, xếp hàng đông như vậy. Không phải chúng ta phải đợi rất lâu mới vào được sao?
Lâm Thanh Diện cười và nói, không, vé của chúng ta là vé VIP, có đường di chuyển chuyên dụng, không cần phải xếp hàng. Hứa Bích Hoài đột nhiên cười vui vẻ, cô không muốn vừa phải bế nặc nặc vừa phải xếp hàng chờ. Lâm Thanh Diện nhìn xung quanh, muốn xem lối đi VIP ở đâu. Đúng lúc này, một giọng nói kinh ngạc vang lên bên tai hai người, Hứa Bích Hoài. Không ngờ lại trùng hợp như vậy, lại gặp được cậu ở đây. Hứa Bích Hoài quay đầu nhìn sang thì thấy một cô gái ăn mặc đơn giản phóng khoáng xuất hiện trước mặt mình, đó chính là người bạn thân của cô ấy thời trung học Trịnh Tú Tú. Chương 1033, xem ra các người cũng không giàu lắm. Tú Tú, cậu cũng tới xem hòa nhạc à? Đúng là trùng hợp nhỉ? Hứa Bích Hoài cũng ngạc nhiên, mỉm cười nhìn Trịnh Tú Tú trước mặt. Khi lên cấp 3, Hứa Bích Hoài rất thân với Trịnh Tú Tú, hai người là bạn cùng bàn suốt 3 năm, gần như làm gì cũng có nhau. Nhưng sau khi lên đại học, mỗi người tới một thành phố khác nên cũng dần xa cách. Sau khi Trịnh Tú Tú lên đại học vẫn chưa từng quay về Hồng Thành. Bởi vì Hứa Bích Hoài lấy Lâm Thanh Diện, mấy năm qua cũng không muốn gặp lại bạn học cũ của mình. Cho nên tính ra, hai người bọn họ đã rất nhiều năm không gặp mặt rồi. Hứa Bích Hoài rất xúc động, có thể gặp được bạn tốt năm đó ở đây, cũng xem như là duyên phận. Trịnh Tú Tú cũng thổn thức, chẳng qua trong mắt cô ấy có phần lúng túng nói, tớ không đến xem hòa nhạc, tớ chỉ tới đây đi dạo thôi. Bởi vì tớ không có vé nên chỉ có thể đứng ngoài xem. Hứa Bích Hoài nghe Trịnh Tú Tú nói vậy bèn nói, hay cậu vào chung với bọn mình đi. Đúng lúc chúng ta nhiều năm không gặp, lần này gặp mặt, nhất định phải ôn chuyện với cậu mới được. Trịnh Tú Tú vội lắc đầu nói, không cần, không cần đâu. Các cậu khó khăn lắm mới lấy được vé xem hòa nhạc này, nếu tớ vào, các cậu lại không vào được. Hứa Bích Hoài mỉm cười nói, không sao đâu. Sau đó cô quay đầu sang nhìn Lâm Thanh Diện hỏi, dẫn thêm một người vào trong cũng không sao chứ. Lâm Thanh Diện mỉm cười trả lời, chắc không sao đâu. Hôm nay, lúc anh mới tới, quản lý khách sạn có cho anh số điện thoại của phía tổ chức hòa nhạc, bảo anh có gì cứ gọi qua đó. Lát nữa anh gọi điện thoại xong, chắc là có thể vào đấy. Hứa Bích Hoài lập tức cao hứng, đưa luôn nặc nặc cho Lâm Thanh Diện, sau đó khoác tay Trịnh Tú Tú. Trịnh Tú Tú nghe bọn họ nói chuyện lại mờ mịt không hiểu nổi, nghĩ thầm buổi hòa nhạc của các minh tinh lần này lớn như thế, chắc chắn phải quản lý tương đối nghiêm ngặt. Cho dù có quen biết người bên trong cũng không thể gọi điện thoại lại dẫn thêm người vào được. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, một đôi nam nữ trẻ tuổi ăn mặc rất thời trang đi tới bên cạnh bọn họ, nói đúng hơn là hai người đi tới chỗ Trịnh Tú Tú. Cặp đôi này cười giễu cợt, rõ ràng là có phần xem thường Trịnh Tú Tú. Ồ, đây chẳng phải là Trịnh Tú Tú sao? Thế nào, cô cũng muốn tới đây xem hòa nhạc à? Nhưng một vé ít nhất cũng phải hơn 15 triệu đấy, cô mua nổi sao? Người phụ nữ nói một câu với giọng điệu rất khó nghe. Người đàn ông phụ họa theo, Lan Lan, em đừng nói vậy, không chừng người ta chỉ đi ngang qua thôi. Dù sao cô ta còn đang vội tới nhà hàng rửa bát đĩa. Trịnh Tú Tú nghe hai người nói vậy lập tức trầm mặt xuống, hơi tức giận nói, không sai, tôi đúng là chỉ đi ngang qua đây, nhưng chuyện này có liên quan gì tới các người chứ? Ha ha, chúng tôi cũng đâu nói là có liên quan tới chúng tôi đâu. Chúng tôi chẳng qua thấy cô thì hỏi một câu thôi, không được sao? Cô gái được gọi là Lan Lan châm chọc. Người phụ nữ này tên là Lý Tân Lan, là đồng nghiệp trong công ty Trịnh Tú Tú trước kia, cũng xem như là một lãnh đạo nhỏ. Bởi vì người khác đều nịnh bợ Lý Tân Lan, duy nhất chỉ có Trịnh Tú Tú chưa từng nịnh bợ cô ta, cho nên Lý Tân Lan rất không thích Trịnh Tú Tú. Mặc dù bây giờ hai người không còn làm chung một công ty, nhưng mỗi lần Lý Tân Lan gặp Trịnh Tú Tú vẫn châm chọc cô ấy. Mà người đàn ông bên cạnh Lý Tân Lan tên là Tôn Chí Kiệt, là con trai trong một gia đình tương đối giàu có ở thành phố Y, xem như là một con nhà giàu thế hệ thứ hai. Sau khi Lý Tân Lan tìm được bạn trai là Tôn Chí Kiệt lại càng kiêu căng. Cộng thêm trong nhà Trịnh Tú Tú xảy ra biến cố, rơi từ trên cao xuống, Lý Tân Lan lại càng xem thường Trịnh Tú Tú. Hai người Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều nhíu mày nhìn hai người trước mắt, cảm thấy hai người kia thật quá đáng. Tú Tú. Hai người bọn họ là ai vậy? Hứa Bích Hoài hỏi một câu. Chỉ là một người làm cùng công ty lúc trước thôi, không tính là quá thân quen. Hai người không cần để ý tới bọn họ đâu. Trịnh Tú Tú vội vàng nói và cảm thấy hơi lúng túng. Hai người Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt đều quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài. Lý Tân Lan thấy Hứa Bích Hoài xinh đẹp như vậy, trên mặt lập tức lộ vẻ ghen ghét. Sau đó, cô ta giễu cợt Trịnh Tú Tú.
hai người này là bạn của cô à? Bọn họ cũng đi ngang qua đây với cô sao? Quả nhiên là người nghèo có số của người nghèo, thậm chí còn chẳng xem hòa nhạc nổi. Tôi cho cô biết, lần này Chí Kiệt đưa tôi đi xem hòa nhạc, còn đặc biệt mua vé VIP cao cấp hơn 300 triệu đấy. Chúng tôi có thể ngồi gần sân khấu để xem hòa nhạc. Mà có vài người thậm chí còn chẳng thể nào qua được cổng của buổi hòa nhạc đâu. Trịnh Tú Tú thấy hai người bọn họ không chỉ giễu cợt mình, còn nói cả bạn mình, điều này làm cô ấy không nhịn được nữa. Lý Tân Lan, mong cô hãy tự trọng một chút đi. Bạn tôi cũng tới xem hòa nhạc, các cô đừng tưởng mình có chút tiền lại hơn người. Trịnh Tú Tú chán nản nói. Ha ha, tôi có thể nói cho cô biết, có tiền là có thể hơn người. Loại người nghèo như các cô vĩnh viễn cũng không thể cảm nhận được niềm vui của kẻ có tiền đâu. Trịnh Tú Tú đắc ý nói. Tôn Chí Kiệt ở bên cạnh cũng nói, Lan Lan, em nói nhiều với bọn họ làm gì? Chúng ta nhanh đi xếp hàng thôi. Nếu không chờ lát nữa buổi hòa nhạc bắt đầu, chúng ta sẽ vào muộn mất. Cho dù là vé VIP cao cấp cũng cần xếp hàng vào trong, chỉ có vé VIP cao cấp nhất mới có tư cách vào trong theo lối đi riêng. Lại còn phải xếp hạng à? Xem ra các người cũng không tính là giàu lắm. Lâm Thanh Diện cười nói một câu. Tôn Chí Kiệt liếc nhìn Lâm Thanh Diện, khinh thường nói, ha ha, lẽ nào anh vào trong mà không cần xếp hàng à? Đúng là có người có thể vào mà không cần xếp hàng, nhưng tôi cho anh biết. Chỉ có nhân vật lớn cấp cao nhất mới có thể có đãi ngộ như vậy. Một kẻ nghèo hèn như anh còn cố ra vẻ. Lâm Thanh Diện có phần cạn lời, không muốn chấp nhặt với kẻ ếch ngồi đáy giếng này. Hai người Tôn Chí Kiệt và Lý Tân Lan cũng khinh thường nhìn ba người, sau đó xoay người sang bên kia xếp hàng. Trịnh Tú Tú xấu hổ nhìn Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài nói, đều tại tớ mới hại các người bị người ta xem thường theo. Hứa Bích Hoài mỉm cười, an ủi, không sao. Loại người như vậy không đáng để chúng ta tranh cái làm gì. Cậu cũng đừng để ý tới những lời hai người bọn họ nói. Bọn tớ dẫn cậu gới ghế cao cấp nhất xem hòa nhạc, đến lúc đó cũng để bọn họ hiểu rõ mình rốt cuộc có bản lĩnh thế nào. Hứa Bích Hoài nói xong lại quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cũng không do dự, lấy điện thoại ra gọi cho phía tổ chức. Chào ngài, xin hỏi ngài là... Tôi là Lâm Thanh Diện. Hóa ra là ngài Lâm ạ. Tôi đã nhận được thông báo nói ngài sẽ đến, tôi còn đặc biệt chuẩn bị rượu cho ngài dùng khi xem hòa nhạc đấy. Người phía tổ chức cung kính nói. Bây giờ tôi muốn dẫn thêm một người vào trong, không thành vấn đề chứ? Lâm Thanh Diện hỏi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, ngài Lâm muốn dẫn thêm mấy người cũng không có vấn đề gì. Tôi sẽ đi chuẩn bị chỗ cho bạn của ngài Lâm ngay đây. Chương 1034, những chuyện bi thảm của Trịnh Tú Tú. Lâm Thanh Diện cúp máy, nhìn Hứa Bích Hoài nói, anh đã giải quyết xong rồi, chúng ta cứ dẫn cô ấy đi vào trong là được rồi. Hứa Bích Hoài lại kéo tay Trịnh Tú Tú, vừa cười vừa nói, đi thôi Tú Tú, bây giờ chúng ta có thể cùng xem hòa nhạc rồi. Trịnh Tú Tú ngỡ ngàng, không hiểu nổi rốt cuộc thế nào. Sao chồng Hứa Bích Hoài chỉ gọi điện thoại, cô ấy lại có thể được xem hòa nhạc cùng chứ? Hứa Bích Hoài cũng không giải thích với cô ấy, chỉ kéo cô ấy đi về phía trước. Lâm Thanh Diện đã tìm được lối riêng dành cho khách cao cấp nhất. Anh bế nặc nặc, dẫn theo hai người cùng vào. Trịnh Tú Tú nghi ngờ, nghĩ thầm cho dù thật sự muốn dẫn cô ấy cùng vào xem hòa nhạc, cũng nên xếp hàng ở lối vào bên kia mới phải. Sao bọn họ lại dẫn mình đi tới chỗ ít người? Chẳng mấy chốc, mấy người đã đi tới lối vào riêng. Ở đây có một người đã đặc biệt chờ sẵn. Sau khi anh ta nhìn thấy mấy người Lâm Thanh Diện đi qua, lập tức đứng thẳng. Anh ta vừa nhận được tin tức, nói có một nhân vật lớn dẫn theo đứa trẻ và bạn qua, bảo anh ta đừng ngăn cản. Lúc này, anh ta thấy Lâm Thanh Diện bế đứa trẻ, lập tức xác định người này chắc là nhân vật lớn mà lãnh đạo đã nói tới. Bọn họ đi tới trước mặt người kia, Lâm Thanh Diện lấy ra hai vé VIP cao cấp nhất và đưa cho người kia. Người kia vội vàng nhận lấy, tấm vé này càng làm anh ta xác định chắc chắn hơn về thân phận của Lâm Thanh Diện. Bởi vì lãnh đạo đã thông báo. Cho nên bất kể Lâm Thanh Diện lấy ra mấy vé, anh ta đều để cho Lâm Thanh Diện dẫn tất cả mọi người vào. Thưa ngài, chúc các người xem hòa nhạc vui vẻ. Người kia mở cửa lối vào, còn cung kính cúi đầu chào bọn. Trịnh Tú Tú kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Dù sao cô ấy cũng không ngờ nhân viên trong phòng hòa nhạc lại cung kính với Lâm Thanh Diện như thế. Tuy sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy chưa từng về Hồng Thành. Nhưng có nghe một vài bạn học mơ hồ nhắc qua Hứa Bích Hoài lấy một người chồng vô dụng. Nhưng bây giờ xem ra,
lai lịch của Lâm Thanh Diện này dường như còn lớn hơn cả Tôn Chí Kiệt. Không chỉ có thể vào bằng lối đi riêng, hơn nữa muốn dẫn ai vào cũng được, căn bản không có người nào ngăn cản. Mấy người cùng đi vào trong sân vận động, lối đi riêng này đi thẳng tới khu vực dành riêng cho khách quý ở ngay sát sân khấu. Trịnh Tú Tú càng đi vào bên trong, trong lòng càng thấy khó tin. Một lát sau, mấy người lại đi tới ngay phía trước sân khấu. Chỗ này ngăn cách với các khu vực khác, ngoài những người cầm vé VIP cao cấp nhất, những người khác đều không được bước vào. Chính vì nguyên nhân này, chỗ này không chen chúc như những chỗ khác trên khán đài. Ở đây rất rộng rãi, còn có sofa và bàn. Trên bàn có để rượu và đĩa trái cây, chuẩn bị tương đối đầy đủ. Trịnh Tú Tú lập tức chấn động trước những sắp xếp ở đây. Cho tới nay, cô ấy không ngờ xem hòa nhạc lại còn có thể được hưởng thụ như vậy. Trước đây cô ấy đều xem hòa nhạc trên TV, chỉ thấy người đông nghịt, làm sao có thể có chỗ rộng như vậy lại chỉ dành cho mấy người ngồi. Hứa Bích Hoài kéo Trịnh Tú Tú ngồi xuống một chiếc ghế salon ngay phía trước, quan tâm hỏi, Tú Tú, cậu mau kể cho tớ nghe cuộc sống của cậu trong mấy năm nay đi. Sau khi lên đại học, chúng ta chưa từng gặp qua, tớ cũng không biết mấy năm nay cậu sống thế nào. Lúc này Trịnh Tú Tú đã biết Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện không phải người bình thường, nghe được Hứa Bích Hoài hỏi mình, cô ấy cũng có hơi câu nệ. Cô ấy bất đắc dĩ thở dài, nói thật ra nghe những gì mình trải qua trong mấy năm nay buồn thảm lắm. Sau đó cô ấy bắt đầu kể vài chuyện mình gặp phải sau khi tốt nghiệp đại học. Sau khi tốt nghiệp, Trịnh Tú Tú chưa về Hồng Thành mà là tìm một công việc ở thành phố Y, đãi ngộ vẫn tính là không tệ, có tương lai phát triển rất tốt. Cô ấy vốn cho rằng cuộc sống của mình sẽ càng ngày càng tốt hơn. Nhưng số phận trêu người, tình hình này chỉ duy trì được một năm, cô ấy lại gặp phải thất bại lớn nhất trong cuộc sống của mình. Khi đó cô ấy và Lý Tân Lan làm trong cùng một công ty. Bởi vì Lý Tân Lan là tổ trưởng tổ bọn họ, Trịnh Tú Tú không thích A Dua nịnh hót, Lý Tân Lan đã bất mãn với Trịnh Tú Tú vì điều đó nên luôn gây khó dễ cho cô ấy. Có một lần Trịnh Tú Tú thật sự không nhìn được bản mặt đó của Lý Tân Lan nên báo cáo chuyện này cho lãnh đạo, Lý Tân Lan cũng vì vậy mà nhận xử phạt kỷ luật. Lý Tân Lan hận Trịnh Tú Tú, vẫn luôn tìm cơ hội trả thù cô ấy. Khi đó mới tốt nghiệp không lâu, Lý Tân Lan ở một mình tại thành phố lớn này cố gắng làm việc. Trong lòng tất nhiên muốn tìm một chỗ dựa, nhưng đúng vào lúc này, cô ấy gặp được một người đàn ông theo đuổi mình. Người đàn ông kia rất giỏi tán tỉnh, Trịnh Tú Tú vốn chưa từng yêu ai, anh ta theo đuổi mãnh liệt nên chẳng mấy chốc đã lại chìm đắm trong đó. Cô ấy tin lời người đàn ông kia nói, cùng phấn đấu, cùng cố gắng, mua căn nhà nhỏ của tiêng bọn họ, sau đó kết hôn sinh con, hạnh phúc cả đời. Nhưng cô ấy không ngờ được, hai người mới ở chung không lâu. Người đàn ông này lại bắt đầu lấy đủ lý do để đòi tiền của cô ấy, tuyên bố là mình định gây dựng sự nghiệp nên cần rất nhiều tiền. Lúc đó Trịnh Tú Tú đang chìm đắm ở trong tình yêu giả tạo đó, không hề do dự lại đưa hết số tiền mình tích góp được từ khi đi làm tới nay cho người đàn ông kia. Mãi đến có một ngày, Trịnh Tú Tú được bạn nhắc nhở, đã phát hiện ra bóng dáng của người đàn ông kia trong sòng bạc ngầm ở thành phố Y. Hóa ra người này căn bản không gây dựng sự nghiệp gì cả. Anh ta cầm tất cả tiền của Trịnh Tú Tú đi đánh cược. Không chỉ vậy, người đàn ông này còn nghiệp thuốc phiện. Sau khi thua sạch số tiền của Trịnh Tú Tú, anh ta lén cầm chứng minh thư của Trịnh Tú Tú đi vay nặng lãi, tổng cộng vay hơn 2 tỷ tư, cũng lại thua sạch. Lúc đó anh ta còn lấy lý do gây dựng sự nghiệp cần phải ký với đối tác, bảo Trịnh Tú Tú ký rất nhiều điều khoản ngang ngược, khiến Trịnh Tú Tú phải gánh số tiền nợ rất lớn, thậm chí còn có người muốn cô ấy dùng thân thể để trả nợ. Gần như trong một đêm, Trịnh Tú Tú lại chẳng khác nào rơi xuống địa ngục, người cũng tiểu tụy như già đi mấy tuổi. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ tới mình tự nhiên gặp phải chuyện như vậy. Người kia luôn miệng nói sẽ cho cô ấy hạnh phúc, không ngờ lại là một tay cờ bạc từ đầu đến chân, anh ta tìm đến cô chỉ thuần túy là muốn tiền của cô, đồng thời hủy hoại cô. Ý thức được chuyện này không ổn, Trịnh Tú Tú lựa chọn báo cảnh sát. Cho dù có cảnh sát can thiệp vào, những chủ nợ kia không dám ép cô ấy bán thân. Cũng không dám đòi tiền lãi cao hơn, nhưng cô ấy nhất định phải trả số tiền gốc hơn 2 tỷ tư này. Bởi vì chuyện này, công ty đã đuổi Trịnh Tú Tú. Mà trong hồ sơ của cô ấy ghi lại từng vay nặng lãi, rất nhiều công ty đều không muốn tuyển cô ấy vào làm. Bây giờ cô ấy chỉ có thể rửa bát đĩa ở nhà hàng để kiếm tiền trả nợ. Nhưng công việc ở nhà hàng một tháng tổng cộng cũng chỉ có chút tiền lương như vậy, cô ấy phải làm cả đời mới trả hết số tiền này. Hơn nữa, cô ấy không ngờ người lừa tình lại lừa tiền,
làm hại cô ấy mất hết danh dự lại là do Lý Tân Lan đặc biệt tìm tới để trả thù cô ấy. Chương 1035, tập đoàn Đăng Phi vì chúng tớ mà phá sản. Người phụ nữ tên Lý Tân Lan kia cũng thật đáng ghét, cô ta vì trả thù cậu lại tìm một người đàn ông ghê tởm như vậy đến hại cậu, khiến cậu thân bại danh liệt không nói, bây giờ còn phải gánh một khoản nợ khổng lồ, cả đời này đều phải dính vào rồi. Hứa Bích Hoài tức giận mở miệng. Trịnh Tú Tú trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng cô đơn, ngay sau đó là một cái cười khổ. Sự tình đã thành như vậy, muốn tất cả trở lại thời điểm ban đầu, đã không có khả năng đó nữa rồi. Người đàn ông kia cho tới bây giờ vẫn sẽ đến tìm tớ đòi tiền, tớ căn bản là không thể thoát khỏi anh ta. Về phần Lý Tân Lan, cô ta tìm một phú nhị đại có tiền làm bạn trai, căn bản không phải loại mà người nhỏ bé như tớ có thể đối phó, cô ta không đến gây phiền phức cho tớ cũng đã may mắn lắm rồi. Bây giờ tớ chỉ muốn nhanh chóng trả hết tiền nợ, sau đó rời khỏi thành phố này, bắt đầu cuộc sống mới. Không biết nguyện vọng này của tớ, đời này còn có cơ hội thực hiện hay không? Hứa Bích Hoài lập tức nhìn về phía Trịnh Tú Tú với ánh mắt đồng tình, không thể tưởng được bạn học có quan hệ tốt nhất trong trường trung học của bản thân lại gặp phải cảnh thảm như vậy. Ánh mắt cô ngưng lại, mở miệng nói, Tú Tú, cậu yên tâm, cậu là bạn học tốt nhất của tớ hồi trung học, nếu chúng ta gặp nhau ở đây, vậy chứng tỏ là ông trời đã sắp xếp, tớ sẽ không để cậu tiếp tục bị những người đáng ghét này bắt nạt nữa. Trịnh Tú Tú lắc đầu, mở miệng nói, Bích Hoài, tớ biết cậu đồng tình với tớ. Nhưng gia thế của bạn trai Lý Tân Lan rất mạnh, căn bản không phải loại chúng ta có thể đối phó được, chuyện này đã như vậy, bây giờ tớ chỉ cần trả tiền là được rồi, mọi người không cần xen vào. Hứa Bích Hoài cười cười, nói, bạn trai của người phụ nữ kia gia thế giàu có, tại sao lúc cô ta xem buổi biểu diễn, còn phải đi xếp hàng, trong khi đó chúng ta lại có thể tiến vào. Trịnh Tú Tú nhất thời sửng sốt, ngay sau đó cũng phản ứng lại. Lúc ấy cô ta cũng đã cảm thấy thân phận của Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài không tầm thường, bây giờ Hứa Bích Hoài nói như vậy, cô quả ta thật ý thức được, hai người bọn họ dường như còn giỏi hơn Tôn Chí Kiệt. Bích Hoài, hai người có thể có được vị trí cao trong buổi biểu diễn, tớ quả thật rất kinh ngạc, nhưng hai người cũng không phải là người địa phương rành rọt, cho dù ở những nơi khác có thực lực to lớn, nhưng Cường Long không áp địa đầu xà, tôi không giống như các bạn trêu chọc phiền toái. Trịnh Tú Tú khuyên. Hứa Bích Hoài cười một tiếng, mở miệng nói cậu đã lo lắng như vậy, vậy tớ sẽ nói với cậu một chuyện, để cậu tin tưởng chúng tôi có thể giúp cậu giải quyết phiền toái này. Gần đây tập đoàn Đăng Phi bị phá sản, cậu biết không? Trịnh Tú Tú lập tức gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết tại sao cô lại nhắc đến tập đoàn Đăng Phi. Sở dĩ tập đoàn Đăng Phi phá sản là bởi vì đại thiếu gia của bọn họ đã đoạt vị trí mà chúng tôi đã đặt trước trong nhà hàng, hơn nữa còn uy hiếp mẹ con tớ. Lâm Thanh Diện giận dữ, khiến cho bọn họ phá sản. Hứa Bích Hoài cười mở miệng. Nếu như là trước kia, Hứa Bích Hoài chắc chắn sẽ không đem chuyện này ra ngoài khoe khoang, nhưng bây giờ vì để cho Trịnh Tú Tú tin tưởng mình có thể giúp cô ta, cho nên thật sự có thể nói một số chuyện khiến người ta kinh ngạc. Trịnh Tú Tú sau khi nghe Hứa Bích Hoài nói, lập tức mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tập đoàn Đăng Phi phá sản là vì hai người sao? Giọng nói của Trịnh Tú Tú trở nên run rẩy. Hứa Bích Hoài cười gật đầu, nói, lần này cô tin chúng tôi có thể giúp cô giải quyết phiền toái gặp phải rồi chứ. Trịnh Tú Tú vẫn chưa hồi phục tinh thần, trong khoảng thời gian này cô cũng nghe được rất nhiều tin tức về việc tập đoàn Đăng Phi phá sản, nghe được rất nhiều nguyên nhân, nhưng cô ta không thể nào ngờ được, sở dĩ tập đoàn Đăng Phi phá sản chỉ vì cậu chủ của tập đoàn Đăng Phi đã giành vị trí của bạn học cũ của mình trong nhà hàng. Cô ta rất hiểu Hứa Bích Hoài. Biết bạn học cũ của mình không thích khoác lác, hơn nữa hiện tại bọn họ đang ở khu vực khách quý của buổi biểu diễn, làm cho cô ta căn bản không có lý do hoài nghi Hứa Bích Hoài. Lâm Thanh Diện nhìn bộ dạng kinh ngạc của Trịnh Tú Tú, nói cậu yên tâm, lần này chúng tớ ra ngoài có rất nhiều thời gian, chờ chúng tớ giúp cậu giải quyết phiền toái, chúng tớ lại trở về. Trịnh Tú Tú là bạn học cấp 3 có quan hệ tốt nhất với Hứa Bích Hoài, cô tất nhiên sẽ không tiếc rẻ ra tay giúp đỡ, huống chi, Trịnh Tú Tú gặp phải phiền toái. Trong mắt cô, chỉ là một chút vấn đề nhỏ mà thôi, muốn giải quyết vô cùng dễ dàng. Trịnh Tú Tú bình tĩnh lại, trong ánh mắt nhất thời cảm động vô cùng, cô ta chưa bao giờ nghĩ tới, khi bản thân đi đến Dương Cùng, sẽ gặp được Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài. Mặc kệ hai người bọn họ có thể giúp mình giải quyết phiền toái này hay không, nhưng trong lòng cô ta đều vô cùng cảm kích. Bích Hoài, mặc kệ hai người có giúp tớ hay không, phần tình cảm này của hai người, tớ sẽ luôn nhớ kỹ. Hốc mắt Trịnh Tú Tú đã trở nên ươn ướt.
Hứa Bích Hoài vỗ vỗ tay cô ta, mở miệng nói, được rồi, đừng lo lắng, tiếp theo cậu cứ yên tâm xem buổi biểu diễn, chờ buổi biểu diễn kết thúc, Lâm Thanh Diện sẽ giúp cậu giải quyết những phiền toái này. Về phần Lý Tân Lan kia, Lâm Thanh Diện cũng sẽ để cho cô ta nhận trừng phạt xứng đáng. Trịnh Tú Tú không cự tuyệt nữa, mà nghiêm túc gật đầu. Một lát sau, toàn bộ sân vận động đã ồn ào tiếng người, tất cả những người mua vé trên cơ bản đã ngồi xuống, trong lòng đầy chờ mong nhìn chằm chằm vào buổi biểu diễn bắt đầu. Mọi người cũng đều chú ý tới phía trước sân khấu, khu vực được độc lập đi riêng, bọn họ nhìn sofa, bàn, cùng với các loại rượu, trên mặt đều tràn ngập hâm mộ. Không nghĩ tới buổi biểu diễn này còn có khu xem thoải mái như vậy, không biết đi đến đó xem buổi biểu diễn, cần bao nhiêu tiền nữa. Chúng ta đây đã xem như là tương đối gần phía trước rồi, đều phải hơn 200 triệu rồi, nơi đó bọn họ không chỉ có vị trí gần phía trước, hơn nữa đãi ngộ còn tốt hơn nữa, muốn đi xem biểu diễn, chỉ sợ là phải mất gần tỷ rồi. Tiền nước có khi còn không đủ nữa, có thể đến chỗ đó, khẳng định đều là người có gia thế lớn, không chừng người ta căn bản không cần tiêu tiền, cũng có thể đi đến đó. Hai người Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt cũng đi tới khu khách quý cao cấp. Vị trí ở phía sau khu khách quý cao cấp, xem như là nơi gần sân khấu nhất ngoại trừ khu khách VIP cao cấp. Hai người bọn họ cũng đều chú ý tới nơi khu khách quý cao cấp, trên mặt lộ ra một tia hâm mộ. Khi ánh mắt của bọn họ rơi vào trên ghế salon đang ngồi ở khu khách quý cao cấp, nhìn thấy Trịnh Tú Tú đang nói chuyện phiếm với Hứa Bích Hoài, nhất thời ngây ngẩn cả người. Đó không phải là Trịnh Tú Tú sao? Tại sao cô ta lại ở khu khách quý cao cấp chứ? Còn đang ôm hai đứa bé kia, sao bọn chúng cũng ở đây? Lý Tân Lan không thể tin nổi nhìn tình huống bên kia, không biết vì sao, trong lòng sinh ra một tia ghen tị khó nói thành lời. Chẳng lẽ hai người bạn của Trịnh Tú Tú kia là người có gia thế rất lớn? Tôn Chí Kiệt mở miệng hỏi. Trong lòng Lý Tân Lan cũng nghĩ đến khả năng này, nhưng rất nhanh, cô ta đã phủ định suy nghĩ này. Trịnh Tú Tú chỉ là một người rửa chén đĩa, cô ta làm sao có thể quen biết người có gia thế mạnh được? Tôi nghi ngờ bọn họ lén lút vào đây, chúng ta nhanh chóng đi nói với bảo vệ ở đây, bọn họ dám lén lút vào xem buổi biểu diễn còn ngồi ở vị trí cao nhất, người tổ chức buổi biểu diễn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chương 1036, Ngài Lâm là khách lớn nhất ở đây. Sau khi Tôn Chí Kiệt nghe Lý Tân Lan nói, trên mặt cũng lộ ra một biểu cảm đồng ý, nói quả thật có khả năng này, sân vận động này lớn như vậy, nhân viên của buổi biểu diễn khó tránh khỏi có lúc sai lầm. Chúng ta đi tố cáo bọn họ, để người ta đuổi bọn họ ra ngoài đi. Lý Tân Lan gật đầu, sau đó hai người quét mắt nhìn bốn phía một vòng, vừa lúc nhìn thấy cách đó không xa có mấy bảo vệ đang tuần tra. Hai người bọn họ lập tức đi về phía mấy bảo vệ bên kia. Hai người ngăn mấy người bảo vệ lại, sau đó đem chuyện ba người Lâm Thanh Diện lén lút tiến vào còn ngồi ở vị trí khách quý cao cấp nhất nói với đội trưởng tiểu đội bảo vệ. Sau khi đội trưởng đội bảo vệ ngừng lại, sắc mặt cũng biến đổi. Loại buổi biểu diễn quy mô này không thể chấp nhận một chút sai lầm nào, bây giờ lại có người dám lén lút tiến vào từ bên ngoài vào, thậm chí còn đi vào khu vực khách quý cao cấp, nếu như bị ban tổ chức biết được, bát cơm của bọn họ sẽ không giữ được. Cho nên đội trưởng bảo vệ vội vàng để Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt dẫn bọn họ đi qua. Một đám người đi tới khu vực khách quý cao cấp, Lý Tân Lan đưa tay chỉ ba người Lâm Thanh Diệt, mở miệng nói, chính là ba người bọn họ, các ngươi xem quần áo bọn họ mặc. Ngoại trừ người phụ nữ kia mặc đẹp một chút, còn lại hai người đều mặc hàng vỉa hè, anh cảm thấy bọn họ có thể đến được đây sao? Sắc mặt đội trưởng đội bảo vệ trầm xuống, không ngờ thật sự có người dám lén lút tiến vào từ bên ngoài, người như vậy, phải đuổi ra ngoài. Anh ta lúc này mang theo một đám bảo vệ đi vào khu vực khách quý cao cấp, đi tới trước mặt ba người Lâm Thanh Diện. Ba người mau đứng lên cho tôi, nơi này cũng là nơi mà mấy người có thể tùy tiện tiến vào hay sao? Mau cút ra ngoài cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí với mấy người. Đội trưởng đội bảo vệ nổi giận đùng đùng hướng về phía ba người Lâm Thanh Diện hô một câu. Ba người đều sửng sốt, không biết chuyện gì đang xảy ra. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm đội trưởng bảo vệ kia, mở miệng nói, đây là có hiểu lầm gì sao? Chúng tôi đến đây để xem buổi biểu diễn, sao lại thành lẻn vào được? Đội trưởng đội bảo vệ hừ lạnh một tiếng, nói các anh đừng giả vờ ở đây. Vừa rồi có người báo các anh, nói bọn họ biết các anh không thể mua được vé vào cửa ở đây, hơn nữa tôi thấy cách ăn mặc của các anh quả thật không giống như là khách quý cao cấp, cho nên các anh nhanh chóng theo tôi ra ngoài, đừng lãng phí thời gian ở đây. Lâm Thanh Diện lập tức nhíu mày, sau đó quét mắt nhìn bốn phía,
phát hiện hai người Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt đang đứng cách đó không xa nhìn về phía này. Hai người bọn họ nhìn thấy Lâm Thanh Diện nhìn qua, trên mặt còn lộ ra nụ cười vui sướng khi người gặp họa. Là hai người bọn họ nói với mấy người chúng tôi tự lẻn vào sao? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Đội trưởng đội bảo vệ gật đầu, nói, không sai, hai người bọn họ quen biết các anh, hơn nữa biết các anh chỉ là người rửa chén đĩa, các anh còn muốn ngụy biện gì nữa không? Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói, tôi khuyên cậu tốt nhất nên làm rõ tình hình rồi hãy để chúng tôi ra ngoài, tôi có thể nói rõ ràng cho các cậu biết, chúng tôi ngồi ở đây, lãnh đạo của ban tổ chức các cậu sẽ không nói gì, nếu cậu cứ khăng khăng muốn chúng tôi ra ngoài, cuối cùng người gặp xui xẻo là các cậu đấy. Đội trưởng đội bảo vệ nghe Lâm Thanh Diện nói vậy, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ không vui, mở miệng nói, không ngờ anh lại có thể giả vờ như vậy, anh cũng đừng nói với tôi rằng lãnh đạo của ban tổ chức chúng tôi là bạn của anh. Anh cũng không nhìn xem bản thân mặc quần áo như nào, người ta là khách quý cao cấp nhất ở đây, anh nhìn xem mấy vị xung quanh kia, trên người đều mặc mấy trăm triệu một bộ quần áo, anh mặc hàng vỉa hè cũng không biết xấu hổ mà đi vào trong sao. Cho dù tôi không tìm lãnh đạo xác nhận, cũng biết mấy người nhất định là lẻn vào. Lâm Thanh Diện cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, nếu như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác, tôi sẽ gọi lãnh đạo của các cậu tới, cậu đi nói với anh ấy đi. Nói xong, Lâm Thanh Diện lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi cho người phụ trách ban tổ chức buổi biểu diễn. Bên này tôi gặp chút rắc rối, bảo vệ của các anh muốn đuổi chúng tôi đi, anh qua đây xử lý một chút đi. Lâm Thanh Diện mở miệng. Đầu dây bên kia lập tức truyền đến thanh âm sốt ruột, ngài Lâm, anh chờ một chút, tôi sẽ qua ngay. Cúp điện thoại, Lâm Thanh Diện nhìn về phía bảo vệ, mở miệng nói, chờ một chút đi, lãnh đạo của các anh sẽ lập tức tới ngay. Bảo vệ thấy Lâm Thanh Diện ra dáng, cười nhạo một tiếng, mở miệng nói thật, tôi cảm thấy anh có thể đi làm diễn viên, diễn thật giống, anh đừng tưởng rằng dựa vào cách này, tôi sẽ sợ anh, dù sao buổi biểu diễn còn một lát nữa mới bắt đầu. Tôi sẽ chờ ở đây, đợi lát nữa nếu lãnh đạo của chúng tôi không đến, tôi xem anh còn muốn tìm cớ gì nữa. Lâm Thanh Diện nhún vai, không hiểu tại sao đội trưởng bảo vệ này lại dễ dàng tin lời người khác như vậy. Mấy người ngồi ở hàng ghế khách quý cao cấp cũng nhìn mấy người Lâm Thanh Diện xem náo nhiệt, vừa rồi bọn họ cũng cảm thấy có thể ngồi ở chỗ này, nhưng ăn mặc bình thường như vậy hơi lạ. Bây giờ bảo vệ nói bọn họ là lẻn vào, bọn họ ngược lại cảm thấy rất có khả năng này. Dù sao bây giờ có một số người vì theo các ngôi sao, chuyện gì cũng làm được. Một lát sau, một người đàn ông trung niên mặc Âu phục, nhìn qua tương đối khôn khéo đã vô cùng lo lắng đi tới chỗ ngồi dành cho khách quý. Người này chính là tổng phụ trách của buổi biểu diễn ngôi sao lần này, Châu Minh Vũ, người này cũng được coi là nhân vật số một trong giới giải trí. Mấy người trong khu vực khách quý nhìn thấy Châu Minh Vũ đi tới, ánh mắt đều sáng lên, lập tức đứng lên muốn tiến lên bắt chuyện. Nhưng Châu Minh Vũ không nhìn thẳng vào bọn họ, đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện. Bảo vệ nhìn thấy Châu Minh Vũ xuất hiện ở đây, ánh mắt cũng trừng lên, không ngờ lãnh đạo của bọn họ thật sự đến đây. Chắc không phải là vì chuyện này mà đến chứ. Đội trưởng đội bảo an nói thầm một câu, một dự cảm bất an xuất hiện trong lòng. Sau khi Châu Minh Vũ đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện, cúi đầu với Lâm Thanh Diện, làm cho mọi người xung quanh nhìn đến ngây người. Ngài Lâm, thật ngại quá, để anh gặp rắc rối ở đây. Châu Minh Vũ mở miệng. Lâm Thanh Diện cười cười, nói phiền toái cũng không tính là gì, chỉ là bảo vệ của các ông dễ dàng tin lời người khác quá, cảm thấy chúng tôi đây lẻn vào, nhất định phải đuổi chúng tôi ra ngoài, ông giải thích với anh ta một chút đi. Châu Minh Vũ nghe Lâm Thanh Diện nói xong, lập tức gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía đội trưởng bảo vệ, tát một cái vào mặt anh ta, mắng, thật sự là một thùng cơm, người khác nói cái gì cậu tin cái đó sao? Ngài Lâm đây là vị khách tôn quý nhất của chúng ta hôm nay, anh lại muốn đuổi anh ta ra ngoài. Anh không muốn buổi biểu diễn hôm nay bắt đầu thuận lợi phải không? Chương 1037, đuổi bọn họ ra. Đội trưởng đội an ninh hoàn toàn không nghĩ tới sếp mình lại tức giận như vậy, toàn thân cảm thấy mơ hồ. Anh ta lo lắng nhìn Châu Minh Vũ, nơm nớp lo sợ nói, sếp, tôi cũng không biết nữa. Không biết cái con mẹ mày. Đụng tới chuyện như vậy anh không thể theo tôi xác nhận một chút sao? Còn đi đắc tội với ngài Lâm, khiến cho ngài Lâm gọi tôi tới đây sao? Châu Minh Vũ tức đến mức lồng ngực phập phồng liên hồi. Mọi người xung quanh cũng đều không nghĩ tới chuyện thành ra như vậy, bọn họ vốn tưởng rằng ba người Lâm Thanh Diện thật là lẻn vào, cũng không nghĩ tới người phụ trách lại khách sáo với Lâm Thanh Diện như vậy.
Xem ra Lâm Thanh Diện thật sự là nhân vật lớn. Quả nhiên là nhìn người không thể xem tướng mạo. Sếp, tôi biết sai rồi, về sau tôi nhất định sẽ xin chỉ thị của anh trước khi hành động. Đội trưởng đội an ninh đuổi theo Châu Minh Vũ nói. Xin chỉ thị cái rắm ấy. Qua chuyện hôm nay, anh nghỉ việc đi, tôi không cần người như anh làm việc. Châu Minh Vũ không chút khách khí mở miệng hét một câu. Đội trưởng đội nhân viên an ninh sắc mặt đại biến, khẩn thiết cầu xin, sếp, xin anh cho tôi một cơ hội, lớn nhỏ cả nhà tôi đều trông cậy vào tôi, nếu tôi không có công việc này, người nhà tôi sẽ chết đói. Châu Minh Vũ chau mày, nghĩ thầm, người này đã phải chịu áp lực lớn như vậy, vì cái gì còn không chịu cần cù làm việc, còn dễ tin người như vậy. Anh ta định nói chuyện này không liên quan đến anh ta, và làm sai thì phải chịu phạt, nhưng ở phía sau, Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Không cần sa thải anh ta, trừng phạt để anh ta ghi nhớ lâu là được rồi, dù sao anh ta cũng không phải cố ý, chỉ là dễ tin lời người khác mà thôi. Châu Minh Vũ thấy Lâm Thanh Diện cầu xin cho đội trưởng đội an ninh, vội cười nói, ngài Lâm, vẫn là ngài khoan hồng độ lượng, nếu ngài đã mở miệng, vậy thì tôi phạt anh một tháng tiền lương, ngài xem thế nào. Có thể, Lâm Thanh Diện trả lời. Châu Minh Vũ quay đầu nhìn về phía nhân viên an ninh, quát còn không mau cảm ơn ngài Lâm đi. Nếu không phải ngài Lâm cầu xin cho anh, thì hôm nay tôi nhất định không tha cho anh đâu. Đội trưởng đội an ninh vội gật đầu, tràn đầy cảm kích nhìn về phía Lâm Thanh Diện, mở miệng nói cảm ơn ngài Lâm, đại ân đại đức của ngài Lâm, cả đời này tôi cũng không quên, trước kia là tôi u mê, người khác nói cái gì tôi cũng tin, về sau đụng tới những chuyện như thế này, tôi nhất định chú ý nhiều hơn. Lâm Thanh Diện gật đầu, không nói gì nữa. Trịnh Tú Tú lúc này mới hoàn toàn tin Lâm Thanh Diện không phải người tầm thường, anh thật sự không đơn giản, bởi vì người tổng phụ trách chương trình lại ở trước mặt Lâm Thanh Diện cúi đầu khom lưng, không dám có chút vi phạm. Lâm Thanh Diện lợi hại như thế nào, cho dù không biết cụ thể, cũng có thể đoán ra đại khái. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn về phía hai người Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt, nếu hôm nay chỉ là bọn họ nói xấu anh lẻn vào sự kiện, anh có thể không đi so đo với loại tiểu nhân vật này. Nhưng lúc ấy nghe Trịnh Tú Tú nói về trải nghiệm của cô ta, anh mới biết được Lý Tân Lan là người đáng giận cỡ nào. Cho nên anh không tính bỏ qua, đối với kẻ ác, cho tới bây giờ Lâm Thanh Diện đều chưa từng mềm lòng. Hai người kia nói xấu chúng ta lẻn vào, hẳn là cố ý. Lâm Thanh Diện mở miệng. Châu Minh Vũ giật mình hiểu được ý tứ của Lâm Thanh Diện, lúc này mở miệng nói, ngài Lâm, ngài yên tâm, loại người giáp tâm gây rối, cho dù bọn họ có mua vé vào. Chúng tôi cũng sẽ không giữ loại tai họa ngầm ở trong này đâu, tôi sẽ xử lý chuyện này ngay. Lâm Thanh Diện gật đầu, không nói gì nữa, lôi kéo Hứa Bích Hoài quay trở lại ngồi xuống sofa. Mấy người cùng ngồi ở hàng ghế VIP cao nhất với Lâm Thanh Diện, sau khi biết Lâm Thanh Diện là người không đơn giản, thấy Lâm Thanh Diện ngồi xuống, tính toán đến kết giao. Châu Minh Vũ mang theo một tốp nhân viên an ninh tới chỗ hai người Lý Tân Lan. Hai người Lý Tân Lan và Tôn Thế Kiệt hai người đều đang hóng chuyện xảy ra ở hàng ghế VIP cao nhất, bởi vì bọn họ không có vé ở nơi đó, cho nên không có tư cách đến đó. Bọn họ nhìn thấy nhân viên an ninh lại gần, đầu tiên là định dẫn ba người Lâm Thanh Diện đi khỏi, nhưng Lâm Thanh Diện vừa gọi một cú điện thoại, mọi người đợi một hồi lâu, lại thấy một người đàn ông trung niên đi tới, cho đội trưởng đội an ninh một cái tát. Lúc thấy cảnh như vậy, hai người đều tỏ vẻ nghi hoặc, không biết là chuyện gì xảy ra. Tại sao người kia lại tát nhân viên an ninh nhỉ? Tôn Chí Kiệt mở miệng hỏi một câu. Lý Tân Lan cũng khó hiểu, theo lý mà nói nhân viên an ninh bắt lấy ba người Lâm Thanh Diện là xong việc, không biết tại sao lại thành ra như vậy. Mau nhìn đi, người đàn ông kia dẫn theo nhân viên an ninh đến chỗ chúng ta kìa. Tôn Chí Kiệt nhìn thấy đám người Châu Minh Vũ đi tới, vội nói một câu. Lý Tân Lan tự hỏi trong lòng, lúc sau mắt sáng lên, mở miệng nói. Người đàn ông kia chính là cấp trên của nhóm nhân viên an ninh, sở dĩ vừa rồi anh ta xuất hiện, chắc chắn là vì nhân viên an ninh thất trách, dám để mấy người Lâm Thanh Diện vào đây, cho nên muốn dạy dỗ một chút. Mà hiện tại bọn họ lại đây, là bởi vì chuyện này là chúng ta nói cho bọn họ, cho nên bọn họ phải lại đây cảm ơn chúng ta. Tôn Chí Kiệt nghe thấy Lý Tân Lan nói vậy, cảm thấy cũng hợp lý, nhưng lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Tại sao nhân viên an ninh không đuổi Trịnh Tú Tú và mấy người kia đi nhỉ? Tôn Chí Kiệt mở miệng hỏi. Lý Tân Lan cũng không rõ vì sao không đuổi ba người Trịnh Tú Tú đi, nói có thể là chuyện cảm ơn chúng ta quan trọng hơn, mặc kệ đi, dù sao bọn họ cũng không phải đến đuổi chúng ta đi. Một lát sau,
Châu Minh Vũ dẫn theo một đám nhân viên an ninh đi tới trước mặt Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt. Lý Tân Lan đối với Châu Minh Vũ cười nói, chúng tôi là người giúp các anh phát hiện ba tên trộm vào đây, các anh không cần phải cảm ơn đâu, chỉ cần cho chúng tôi ngồi xem biểu diễn ở hàng ghế VIP cao nhất là được rồi. Châu Minh Vũ nghe Lý Tân Lan nói vậy, nhất thời nhíu mày, nghĩ thầm, đầu óc của cô gái này có tật xấu, vậy mà còn muốn được ngồi xem biểu diễn ở hàng ghế VIP cao nhất. Các người còn muốn chúng tôi cảm ơn hả? Hai người các người cố ý nói xấu khách quý của chúng tôi, thiếu chút nữa tạo thành cục diện không thể vãn hồi, chúng tôi tới là hỏi các người một câu, các người tự mình rời đi, hay là để người của chúng tôi đuổi đi? Châu Minh Vũ không khách khí nói. Hai người Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt nghe anh ta nói vậy thì trợn tròn mắt. Khách quý, ba người bọn họ không phải lẻn vào sao? Như thế nào lại biến thành khách quý của các anh? Lý Tân Lan khó hiểu hỏi. Tôi thấy hai người mới là lẻn vào đó, dám mở miệng nói người khác lẻn vào, nếu không phải người ta khoan hồng độ lượng, công việc của tôi bị hai người làm mất rồi. Đội trưởng đội an ninh tức giận hét lên với hai người bọn họ. Sếp, tôi thấy là nên đuổi hai người bọn họ đi ngay. Châu Minh Vũ gật đầu, nói, đuổi ra ngoài ngay đi, nói chuyện với mấy người như thế này chỉ mất thời gian. Chương 1038, chương trình biểu diễn bắt đầu. Đội trưởng đội an ninh vội vàng dẫn người đưa hai người Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt đuổi ra ngoài, thái độ rất thô lỗ. Bởi vì chuyện vừa rồi, đội trưởng đội an ninh đối với hai người đã ghi hận trong lòng, anh ta sao có thể khách khí với đám người Lý Tân Lan nữa. Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt thấy những người này không phải nói giỡn, không ngờ đuổi bọn họ đi thật, họ choáng váng. Các người làm gì vậy? Chúng tôi đã mua vé vào cửa, các người dựa vào cái gì đuổi chúng tôi đi? Tôn Chí Kiệt la lớn. Hôm nay đã mua vé vào cửa cũng phải ra ngoài, ở đây chúng tôi không chào đón các người. Đội trưởng đội an ninh mở miệng nói. Những người xung quanh thấy cảnh này đều kinh ngạc, không thể tưởng được có người bị đuổi đi. Hai người kia làm sao vậy? Tại sao bọn họ lại bị đuổi ra ngoài nhỉ? Hình như là do đắc tội với người trong ban tổ chức đó, người ta giận, cho nên không cho bọn họ xem biểu diễn nữa. Trời ạ, hai người này ngu chưa, ngay cả người của ban tổ chức cũng dám đắc tội, bọn họ cũng không ngẫm lại người ta có thể tổ chức một chương trình quy mô lớn như thế này, nhất định không tầm thường, bọn họ đắc tội với ban tổ chức không phải tự tìm đến con đường chết sao. Mặc kệ họ đi, dù sao cũng không phải chúng ta bị đuổi đi. Được xem náo nhiệt trước khi chương trình biểu diễn bắt đầu cũng hay đó. Hai người Tôn Chí Kiệt và Lý Tân Lan đều phản kháng, nhưng bọn họ có phản kháng như thế nào, cũng không ngăn được mấy nhân viên an ninh cường tráng nên đành chịu bị đuổi ra ngoài. Một lát sau, hai người đã bị đuổi ra sân thể dục. Đội trưởng đội an ninh nhìn chằm chằm vào hai người, lúc sau lạnh lùng nói, hai người các ngươi tốt nhất là mau cút đi, nếu để tôi lại thấy các người ở chỗ này, đừng trách tôi không khách khí với các người. Các người có thể đuổi chúng tôi đi, nhưng chúng tôi có chi tiền mua vé vào cửa, các người cũng nên trả lại tiền chúng tôi về mới phải. Tôn Chí Kiệt hét lên. Đội trưởng đội an ninh cười ha hả, mở miệng nói, sếp của chúng tôi đã nói, các người đắc tội với người không nên đắc tội, người ta không so đo với các người đã là tốt lắm rồi, tiền vé vào cửa xem như là học phí. Nói xong, anh ta dẫn theo đám nhân viên an ninh đi khỏi. Hai người Tôn Chí Kiệt và Lý Tân Lan rất tức giận. Nhưng lại không thể chống lại, bọn họ không thể đối đầu với ban tổ chức chương trình. Các người cứ chờ đó, tôi sẽ tố cáo các người với Hiệp hội Người tiêu dùng. Tôn Chí Kiệt mở miệng hô một tiếng. Đội trưởng đội an ninh căn bản là không để ý đến phản ứng của bọn họ. Nếu bọn họ tới Hiệp hội Người tiêu dùng tố cáo, quả thật sẽ làm ban tổ chức bị phạt, nhưng tiền vẫn do hai người Lý Tân Lan Tôn Chí Kiệt chi, cho nên Châu Minh Vũ căn bản không để ý tới. Hơn nữa anh ta có được ngày hôm nay. Các mối quan hệ rất mạnh mẽ, căn bản không sợ sự phàn nàn của một hai người. Thật sự là tức chết tôi rồi, bọn họ dựa vào cái gì dám thô bạo như vậy, đuổi chúng ta ra ngoài, hôm nay là tôi cố ý đến xem idol của tôi, kết quả hiện tại không chỉ không nhìn được idol, mà tiền của chúng ta cũng mất trắng. Lý Tân Lan thái độ uất ức, không thể tưởng tượng được chính mình hôm nay lại bị nhục như vậy. Mẹ nó, ai có thể ngờ được hai người bạn của Trịnh Tú Tú lai lịch lớn như vậy. Ngay cả ban tổ chức chương trình cũng nghiêng về phía họ, xem ra lần này thật là thất thố. Tôn Chí Kiệt cũng tức giận nói. Lý Tân Lan thấy Tôn Chí Kiệt nói như vậy, lúc này phản bác nói, bạn của Trịnh Tú Tú thì có thể đại nhân vật gì chứ, anh không thấy trước lúc đám nhân viên an ninh đuổi chúng ta đi, bọn họ có nói chuyện với những người đó ở hàng ghế VIP sao?
Tôi đoán hai người bạn của Trịnh Tú Tú phải biết một người trong số bọn họ nên mới có số đỏ, dựa vào hào quang của người ta, mới có cơ hội ngồi ở hàng ghế VIP cao nhất xem biểu diễn. Nếu ban tổ chức chương trình đã đuổi chúng ta đi, chắc chắn cũng là nể mặt mấy người ngồi ghế VIP kia. Tôn Chí Kiệt thở dài, mở miệng nói, cho dù thế nào, hôm nay chúng ta đã không thể xem biểu diễn, hơn nữa còn không biết hai người bạn của Trịnh Tú Tú là ai, về sau muốn đối phó bọn họ khó lắm. Anh ngốc à, chúng ta tuy rằng không biết hai người bạn của Trịnh Tú Tú là ai, nhưng chúng ta biết mọi thứ về Trịnh Tú Tú, chỉ cần chúng ta khống chế được Trịnh Tú Tú, hỏi lai lịch của hai người bạn kia không phải rất dễ dàng sao? Lý Tân Lan mở miệng nói. Ánh mắt Tôn Chí Kiệt lập tức sáng ngời, lúc sau nghiến răng nghiến lợi nói, đúng vậy, Trịnh Tú Tú chỉ là một đứa rửa chén bát, muốn khống chế cô ta rất dễ dàng, mẹ nó, thù ngày hôm nay nhất định phải báo, ông đây mặc kệ bọn họ là ai, phải cho bọn họ thấy sự lợi hại của ông. Lý Tân Lan cũng lộ ra vẻ nham hiểm như Tôn Chí Kiệt, trong đầu đã nghĩ ra kế trả thù Trịnh Tú Tú và đám người Lâm Thanh Diện. Tại hàng ghế khách VIP cao nhất, mấy người tới xem biểu diễn đều nóng lòng tìm đến Lâm Thanh Diện trò chuyện, nhưng Lâm Thanh Diện chỉ tùy tiện nói vài câu, không có ý kết giao bạn bè với bọn họ. Trịnh Tú Tú cảm thán nhìn hai người Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, trong lòng cảm thấy bọn họ rất lợi hại. Cô ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến, người bạn học tốt nhất thời trung học, lại kiếm được tấm chồng lợi hại như vậy, trong lòng cô ta tràn ngập sự ngưỡng mộ. Không bao lâu, chương trình bắt đầu, theo sự sắp xếp tỉ mỉ của ban tổ chức, lần lượt từng ngôi sao nổi tiếng lên biểu diễn, dưới khán đài mọi người reo hò không ngừng. Hứa Bích Hoài và Trịnh Tú Tú đều kích động, sau khi nhìn thấy minh tinh mà họ yêu thích, cũng reo hò ủng hộ. Lâm Thanh Diện lại trở thành người trông trẻ, ngay từ đầu chương trình, Hứa Bích Hoài đã giao nặc nặc cho anh, bảo anh trông cẩn thận, còn cô nghiêm túc xem biểu diễn. Lâm Thanh Diện bất lực, nhưng cũng không sao, bởi vì với chương trình biểu diễn ca nhạc này không gây hứng thú lớn với anh, lần này đến cũng là vì muốn thỏa mãn mong ước của Hứa Bích Hoài. Chương trình diễn ra tổng cộng trong 3 giờ đồng hồ. Không khí từ đầu đã sôi động, về sau mọi người càng không ngừng ủng hộ, hét chói tai, vỗ tay rầm rộ, không ít người la hét đến khản giọng. Cuối cùng chương trình cũng kết thúc khi các minh tinh cùng nhau hợp sướng một bài, tấm màn sân khấu được hạ xuống. Lúc này Lâm Thanh Diện đã buồn ngủ, trái lại hai người Hứa Bích Hoài và Trịnh Tú Tú dường như còn vui sướng phấn khích hơn trước, hoa chân múa tay, ngay cả Nặc Nặc còn nhỏ cũng vì bầu không khí vui vẻ mà cũng phấn khích. Sau khi chương trình kết thúc, ba người dẫn theo một bé gái đi ra sân, vốn dĩ Châu Minh Vũ có ý định sau khi chương trình kết thúc sẽ mời Lâm Thanh Diện đi ăn khuya, nhưng bởi vì Nặc Nặc buồn ngủ, cho nên Lâm Thanh Diện từ chối. Hứa Bích Hoài hỏi Trịnh Tú Tú hiện tại ở đâu, hơn nữa còn cam đoan với cô ta, Lâm Thanh Diện sẽ giúp cô ta giải quyết tất cả mọi phiền phức. Trịnh Tú Tú cũng không phải kẻ già mồm, cô ta biết muốn thoát khỏi cơn ác mộng hiện tại của chính cô, chỉ có thể dựa vào hai người Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện. Sau khi nói địa chỉ, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đưa Nặc Nặc quay về khách sạn nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Hứa Bích Hoài ở lại khách sạn với Nặc Nặc, còn Lâm Thanh Diện lại rời khỏi khách sạn, đến địa chỉ mà Trịnh Tú Tú đã cung cấp. Chương 1039, anh là đồ rác rưởi. Trịnh Tú Tú sống ở làng Thành Trung trong thành phố Y, khoảng cách không gần với khách sạn Intercontinental, cho nên Lâm Thanh Diện cũng phải lái xe gần 1 giờ đồng hồ mới đến nơi. So với khách sạn Intercontinental phồn hoa bên kia, làng trung thành bên này có vẻ hoang vắng, nơi này không có nhà cao tầng, chỉ có vài tòa lầu chưa được gỡ bỏ và một số bãi đất rộng. Với nơi như thế này, thường là những người vào thành phố kiếm ăn đến thuê, bởi vì tiền thuê nhà bọn họ thường không gánh vác nổi, cho nên chỉ có thể tìm đến những phòng trọ soàng xính, thậm chí phải thuê chung với người khác. Lâm Thanh Diện theo địa chỉ Trịnh Tú Tú đưa, tìm một hồi lâu, mới tìm được một tòa nhà rách nát. Nơi này đúng là nơi Trịnh Tú Tú ở. Theo như Trịnh Tú Tú nói, chỗ này cũng là cô ta thuê chung với một người nữa, một tháng chỉ cần trả 1,5 triệu. Dù vậy, đối với Trịnh Tú Tú mà nói, lương tháng của cô ta chỉ có 6-9 triệu thì đây là khoản chi cũng không nhỏ. Hơn nữa, cô ta còn nợ 2,4 tỷ có lẻ. Nhưng mà hôm nay Lâm Thanh Diện tới đây, chủ yếu là giúp đỡ Trịnh Tú Tú xử lý tốt chuyện nợ nần. 2,4 tỷ có lẻ. Đối với Lâm Thanh Diện mà nói, ngay cả tiền tiêu vặt của anh cũng nhiều hơn, nhưng lại có thể làm thay đổi lớn cuộc sống của Trịnh Tú Tú. Trước khi Lâm Thanh Diện đi vào phòng, đúng lúc Trịnh Tú Tú vừa từ bên trong đi ra, cô ta vốn sợ Lâm Thanh Diện tìm không thấy địa chỉ, cho nên tính đi ra ngoài đón, không ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy Lâm Thanh Diện đến rồi.
tôi còn tưởng phải còn lâu anh mới tới, đang định đi ra đón anh đây. Trịnh Tú Tú xấu hổ nói với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười cười, nói tôi đâu có ngốc đến mức không tìm thấy địa chỉ. Trước hết anh cứ vào ngồi đi, tôi còn phải đi chuẩn bị hồ sơ vay nợ, chờ một lát nhé. Trịnh Tú Tú mở miệng. Lâm Thanh Diện gật đầu, đi theo Trịnh Tú Tú vào trong phòng. Đây là phòng trọ có diện tích không lớn, nhà trệt, đi vào bên trong có một sân nhỏ, có hai cánh cửa, Trịnh Tú Tú thuê một gian phòng trong đó. Hai người cùng đi vào phòng của Trịnh Tú Tú, Lâm Thanh Diện thấy bên trong bài trí một chiếc giường, một cái bàn, một cái tủ, và một nồi cơm điện rất đơn giản. Trịnh Tú Tú dường như cảm thấy nơi cô ở quá tệ, lộ vẻ xấu hổ, nói với Lâm Thanh Diện, nơi tôi ở có vẻ hơi nhỏ bé, nếu anh không chê thì ngồi xuống ghế bên kia nhé. Lâm Thanh Diện gật đầu, dựa vào ghế bên kia ngồi xuống. Nhìn thấy nơi ở của Trịnh Tú Tú, trong lòng Lâm Thanh Diện hơi xót thương, phải biết rằng trước kia cô gái này là sinh viên đã tốt nghiệp, trước mắt có công việc khá tốt, tương lai tươi đẹp, nhưng bởi vì sự ác độc của Lý Tân Lan, cô mới đến bước đường như thế này. Điều này khiến cho Lâm Thanh Diện có thiện cảm với Trịnh Tú Tú, đồng thời chán ghét Lý Tân Lan, người như thế, cho dù có hào hoa đến đâu, cũng không xứng sống ở trên đời này. Lâm Thanh Diện đã quyết định, không chỉ giúp Trịnh Tú Tú giải quyết vấn đề nợ nần, còn phải làm cho hai người Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt gặp báo ứng. Ngay tại thời điểm Trịnh Tú Tú sắp xếp hồ sơ vay nợ, một âm thanh như động đất vang lên ở ngoài sân, Trịnh Tú Tú, mau bỏ ra đây cho tôi, ông không có tiền, mau đưa tiền cho tôi. Trịnh Tú Tú nghe giọng nói này thì sắc mặt đại biến, lúc sau chạy nhanh tới cửa bên kia, đóng cửa phòng gấp. Nhưng cô ta chưa kịp đóng cửa thì cánh cửa đã bị một người dùng chân đá bung ra, Trịnh Tú Tú cũng suy chút ngã xuống đất. Lâm Thanh Diện nhíu mày, lúc sau nhìn thấy người kia lôi thôi, người đầy mùi rượu, râu rậm rạp lâu ngày chưa cạo bước vào trong phòng. Mẹ nó, còn dám đóng cửa hả? Tôi thấy cô muốn ăn đòn hả? Người đàn ông hét lên với Trịnh Tú Tú. Trương Vĩ, tôi với anh đã không còn quan hệ gì, tại sao anh còn đến tìm tôi? Tôi không có tiền. Bởi vì anh mà tôi phải cõng trên lưng món nợ 2,4 tỷ có lẻ, chẳng lẽ anh muốn bức tử tôi sao? Vẻ mặt của Trịnh Tú Tú rất tuyệt vọng, người đàn ông tên là Trương Vĩ này, chính là người lừa tình cảm lại còn khiến cô ta mang nợ, là cơn ác mộng cả đời không quên được của cô ta. Trương Vĩ nhìn chằm chằm Trịnh Tú Tú cười nhạo, nói, mẹ mày định giả vờ hả, không phải một tháng cô rửa chén bát được hơn 9 triệu sao? Mau đem tiền ra đây cho ta, hôm nay ông đang có vận may, đi nhanh còn thắng. Nếu không đưa tiền ra, ông đánh chết cô. Trịnh Tú Tú cắn môi nhìn Trương Vĩ, tuy rằng trước kia cô đã báo cảnh sát, Trương Vĩ cũng bị giáo dục vài lần, nhưng tên Trương Vĩ này căn bản là loại chó sủa tiếng người, mà cũng phải biết rằng nếu anh ta không làm gì quá đáng thì cảnh sát cũng không thể can thiệp, cho nên anh ta thường xuyên chạy tới tìm Trịnh Tú Tú đòi tiền. Ngay khi Trịnh Tú Tú cảm thấy tuyệt vọng, Lâm Thanh Diện đứng lên, đi tới trước mặt Trương Vĩ. Nói anh chính là người lấy giấy chứng minh nhân dân của người ta đi vay nặng lãi. Trương Vĩ lúc này mới chú ý trong phòng còn có một người khác, anh ta liếc mắt đánh giá Lâm Thanh Diện, lúc sau cười lạnh nói, gì đây, anh là người mới của con thối tha này hả? Trịnh Tú Tú vội nói, Trương Vĩ, anh đừng ở trong này nói hưu nói vượt, anh chạy mau đi, Lâm Thanh Diện không phải là người anh có thể trêu chọc. Trương Vĩ không thèm để ý, cười nói, không phải là kẻ thích chơi gái sao? Có cái gì không thể trêu chọc, Trịnh Tú Tú, tôi nói cho cô biết, cho dù cô tìm được người mới, hôm nay cũng phải đưa tiền cho tôi, bằng không tôi sẽ cho tên người mới này về sau không dám đến tìm cô nữa. Lời nói của anh ta vừa dứt, Lâm Thanh Diện đá một cái vào người anh ta. Phịch một tiếng, thân mình Trương Vĩ bay về phía sau, đụng thẳng vào cánh cửa. Chỉ cần nghe nói mấy câu, Lâm Thanh Diện cũng đã biết rốt cuộc tên Trương Vĩ này là hạng người gì, đối với súc sinh, anh không khách khí. Trương Vĩ căn bản là không nghĩ tới Lâm Thanh Diện đột nhiên động thủ, anh ta cắn răng lồm cồm đứng dậy, trên mặt lộ rõ sự hung tợn, đi em, mày dám đá tao, hôm nay ông đánh chết mày, nếu không ông không phải họ Trương. Tiếp theo anh ta lao lại gần Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, anh chỉ là đồ rác rưởi, muốn giết tôi sao? Nói xong, anh tát một cái, Trương Vĩ không kịp phản ứng, lập tức ngã xuống mặt đất. Chỉ một cái tát của Lâm Thanh Diện. Răng trong miệng gần như bị đánh gãy hết, lúc này miệng anh ta chảy đầy máu tươi, nói chuyện không rõ ràng. Trịnh Tú Tú ban đầu còn lo lắng Lâm Thanh Diện địa vị cao quý, đối với chuyện đánh nhau chắc chắn không hiểu biết, nhưng thấy Lâm Thanh Diện tát Trương Vĩ ra bộ dạng này, trong lòng rất kinh ngạc.
Sau khi bị đánh, Trương Vĩ mới nhận ra Lâm Thanh Diện không dễ chọc, anh ta vội đứng dậy, xoay người bỏ chạy. Lâm Thanh Diện nắm quần áo giữ anh ta lại, lúc sau lạnh lùng nói, vừa đúng lúc chúng tôi muốn đi xử lý chuyện vay nặng lãi, mà khoản vay nặng lãi này là do anh giả mạo người khác, anh phải cùng chúng tôi đi một chuyến. Chương 1040, vậy cũng chỉ có thể dùng nắm đấm để giải quyết. Lâm Thanh Diện xách Trương Vĩ ra khỏi phòng, đi đến giữa sân, Trịnh Tú Tú thấy vậy thì vội vàng cầm những tài liệu vay tiền kia của mình lên, cùng đi theo ra ngoài. Anh trai, em biết sai rồi, cầu xin anh tha cho em, sau này em cũng không dám nữa, em cam đoan với anh, sau này em tuyệt đối không đến tìm Trịnh Tú Tú gây phiền phức nữa. Trương Vĩ đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bắt đầu cầu xin tha thứ với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện không hề để ý đến anh ta, vốn dĩ anh định trả 2 tỷ tư thay Trịnh Tú Tú là coi như xong chuyện, nhưng bây giờ Trương Vĩ chủ động tìm đến cửa, tiền này lại là chính anh ta dùng giấy chứng minh nhân dân của Trịnh Tú Tú vay, tất nhiên tự anh ta phải trả tiền rồi. Trịnh Tú Tú đi ở đằng trước dẫn đường cho Lâm Thanh Diện, nơi Trương Vĩ vay nặng lãi ở ngay tại trong thôn Thành Trung, cách nơi này không xa. Lâm Thanh Diện xách Trương Vĩ giống như xách một con gà vậy, thoạt nhìn không tốn chút sức lực nào, mặc cho Trương Vĩ giãy giụa thế nào, đều không thể thoát khỏi bàn tay của Lâm Thanh Diện. Răng trong miệng Trương Vĩ bị đánh rất một nửa, vừa đi trong miệng vừa không ngừng chảy máu, khiến cho khắp nơi trên người anh ta đều là máu. Không ít người của thôn Thành Trung nhìn thấy cảnh này đều giật mình kêu lên, còn tưởng rằng Lâm Thanh Diện là tên cuồng giết người nào, sợ hãi vội vàng tránh né. Chỉ trong chốc lát, Trịnh Tú Tú đã dẫn hai người Lâm Thanh Diện và Trương Vĩ đến trước cửa một tứ hợp viện, đồng thời nói với Lâm Thanh Diện, những người cho vay nặng lãi kia đều ở trong tứ hợp viện này. Tổ chức cho vay nặng lãi này cũng không chính quy, chính là một vị đại ca xã hội đen của thôn Thành Trung mang theo một đám đàn em của mình tổ chức, ngay cả tư cách cho vay cũng không có. Trên đường đến đây, Trịnh Tú Tú đã nói tin tức liên quan đến vị đại ca kia cho Lâm Thanh Diện biết. Biệt hiệu của người kia là Lão Lang, là một người từng trải đã lăn lộn bên ngoài rất nhiều năm, bởi vì lòng dạ độc ác, làm việc không từ thủ đoạn, làm không bao lâu đã giải quyết một đám thế lực nhỏ ở thôn Thành Trung, bên dưới cũng tụ tập được một nhóm đông đảo đàn em đi theo hắn ta. Trịnh Tú Tú thoáng nhìn Lâm Thanh Diện, trên mặt mang theo chút do dự, sau đó lên tiếng hỏi, Lâm Thanh Diện, chúng ta phải đi vào thật sao? Lão Lang chính là bá chủ một phương ở thôn Thành Trung, ở nơi này căn bản không có ai dám chọc vào hắn ta, chúng ta cứ vào như vậy, đến lúc đó nếu như xảy ra chuyện, chỉ sợ muốn chạy cũng không chạy kịp rồi. Thật ra cô ta muốn nói với Lâm Thanh Diện, Lão Lang có nhiều đàn em, chỉ hai người bọn họ xông vào rất không an toàn. Lâm Thanh Diện có bối cảnh to lớn, muốn tìm vài người cũng không khó lắm, vì vậy cô ta muốn Lâm Thanh Diện tìm thêm vài người rồi lại đến tìm Lão Lang nói chuyện số tiền cho vay kia. Lâm Thanh Diện cười với Trịnh Tú Tú, lên tiếng, yên tâm đi, một mình tôi là đủ rồi, bọn họ không gây ra được sóng gió gì. Thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, Trịnh Tú Tú cũng chỉ đành gật đầu, hít sâu một hơi, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, đi vào bên trong tứ hợp viện. Đẩy cửa ra, một đám người xăm trổ mặc áo sát nách bên trong tứ hợp viện đang ngồi uống bia ăn thịt nướng, vô cùng náo nhiệt. Mà ngồi trong đám người này, người đàn ông có dáng người cao lớn, thoạt nhìn vẻ mặt hung tợn độc ác, chính là Lão Lang. Mọi người đang ăn rất vui vẻ, nhìn thấy có người đẩy cửa đi vào, lập tức quay đầu nhìn sang. Lão Lang liếc nhìn ba người đi đến, sau khi nhìn thấy cả người Trương Vĩ đều là máu, hai mắt chợt nheo lại. Trịnh Tú Tú, không ngờ cô lại sẽ chủ động đến nơi này của chúng tôi. Sao vậy, cô là gom đủ tiền đến trả, hay là đã suy nghĩ thông suốt, cuối cùng quyết định để lão đại của chúng tôi sung sướng rồi? Một thanh niên tóc vàng ngồi bên cạnh Lão Lang cười cợt nói với Trịnh Tú Tú. Trên mặt Trịnh Tú Tú tràn đầy sợ hãi, sau khi nghe thấy lời tóc vàng nói, vội vàng lên tiếng, hôm nay tôi đến là để nói chuyện vay nặng lãi kia. Lâm Thanh Diện dứt khoát đẩy Trương Vĩ ngã xuống mặt đất, liếc nhìn mọi người, cất lời, ai là Lão Lang? Tóc vàng kia đứng dậy, nhìn dáng vẻ không để bọn họ vào trong mắt của Lâm Thanh Diện, cũng trưng ra nét mặt khó chịu, mắng chửi, mẹ nhà mày. Mày là ai mà cũng dám gọi thẳng biệt hiệu của lão đại bọn tao, mày chán sống nên đến đây gây phiền phức với bọn tao hả? Nói xong, gã ta đi về phía Lâm Thanh Diện, vươn tay định đẩy Lâm Thanh Diện một cái. Lâm Thanh Diện lập tức giơ chân đá lên người gã ta, đạp gã ta ngã bò trên mặt đất, trông hệt một con cóc. Mọi người thấy Lâm Thanh Diện không nói hai lời đã ra tay, sắc mặt đều thay đổi, lập tức đứng cả dậy, không ít người còn cầm chai rượu lên, tỏ ra giận dữ nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện.
Lúc này lão lang đứng dậy, sau khi nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diệt, lên tiếng, tao là lão lang, mày là ai? Đến chỗ này làm gì? Lâm Thanh Diệt chuyển mắt nhìn lên trên người lão lang, trả lời, tôi đến xử lý chuyện vay nặng lãi của cô ta. Tóc vàng bị Lâm Thanh Diệt đạp một phát dạp xuống đất kia cắn răng đứng dậy, hô lớn, đại ca, vậy mà tên ngu xuẩn này dám ra tay với em, anh mau để các anh em đè hắn lại, em muốn đánh hắn một trận tàn nhẫn. Lão lang cũng không để ý đến lời nói của tóc vàng, hắn ta nhìn ra Lâm Thanh Diện không phải người bình thường, vì vậy không lập tức cho người của mình ra tay với Lâm Thanh Diện. Sao vậy, mày đến trả tiền thay cô ta? Lão lang nói. Lâm Thanh Diện lắc đầu, đưa tay chỉ vào Trương Vĩ trên mặt đất, cất lời, trước đó cô ta vay nặng lãi là người này dùng giấy chứng minh nhân dân của cô ta vay, tất cả tiền đều là người này tiêu, không liên quan đến cô gái này, sau này các anh đòi tiền thì tìm anh ta đòi. Đừng làm khó cô gái này nữa. Sau khi lão lang nghe thấy lời Lâm Thanh Diện nói, trên mặt lập tức nở một nụ cười chế giễu, nói ông đây cần gì quan tâm tiền là do ai tiêu. Nơi này của bọn tao lưu lại thông tin giấy chứng minh nhân dân của Trịnh Tú Tú, vì vậy số tiền này phải do Trịnh Tú Tú trả, nếu cô ta không trả nổi, vậy lấy thân gán nợ. Nếu mày có tiền thì trả hết thay cô ta cũng được, mày đến đây nói với tao bảo tao tìm tên ngu ngốc này đòi tiền, là đến chọc cười sao? Trịnh Tú Tú tuổi trẻ xinh đẹp, lão lang đã có ý với Trịnh Tú Tú từ lâu rồi, hắn ta cũng biết số tiền kia là Trương Vĩ vay, nhưng vì để có được Trịnh Tú Tú, hắn ta vẫn luôn ép Trịnh Tú Tú trả tiền, chỉ cần Trịnh Tú Tú không gánh nổi, vậy bản thân có thể thành công rồi. Bây giờ Lâm Thanh Diện đột nhiên xuất hiện bảo hắn ta đi tìm Trương Vĩ đòi tiền, tất nhiên hắn ta sẽ không làm theo. Lâm Thanh Diện thấy lão lang không để mắt đến mình, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nói, theo ý của anh. Dù biết số tiền này là Trương Vĩ vay, cũng vẫn muốn tìm Trịnh Tú Tú đòi tiền. Lão lang cười cợt, nói cũng có thể nói như vậy, tên ngu ngốc trên mặt đất này là một con bạc, tao hiểu rõ tình huống của anh ta, nếu anh ta có thể lấy ra tiền, lợn lái cũng có thể trèo cây. Ánh mắt Lâm Thanh Diện híp lại, hỏi cho nên các anh thà rằng hủy hoại một cô gái, cũng phải ép khoản nợ không nên có này lên trên người cô ta. Sắc mặt lão lang cũng sầm lại, lên tiếng, nhóc con. Đừng cho rằng tao khách khí nói mấy câu với mày là bọn tao sợ mày, tao gặp nhiều người xen vào chuyện của người khác như mày rồi, nếu mày có tiền, vậy mau mau trả hết thay cô ta, nếu không có tiền, còn nhất định muốn ở nơi này lắm miệng, vậy cũng đừng trách những anh em này của tao không khách khí. Lâm Thanh Diện cười nói, được rồi, nếu đã như thế, vậy cũng chỉ có thể dùng nắm đấm để giải quyết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1040.